Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 112. Diệp Huyên vội nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, trong khả năng cho phép, vãn bối chắc chắn sẽ dốc hết sức. Ông lão tóc trắng khẽ cười, ông ta lấy một cái nhẫn chưa đổ đưa cho Diệp Huyên, bên trong vật này, có tuyệt học võ đạo của cả đời ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một truyền nhân. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn chần chừ rồi nói, ta có thể đưa cho bạn ta không? Diệp Chi Mệnh khẽ nhếch miệng, không nói gì. Ông lão tóc trắng cười ha ha, tiểu hữu thẳng thắn đấy. Chỉ là, người cảm thấy người bạn của ngươi thích hợp sao? Diệp Huyên trầm giọng, nếu nàng ta ở đây, chắc chắn tiền bối sẽ mừng rỡ điên cuồng. Người mà hắn nói đương nhiên là An Lan Tú, hắn tin tưởng, nếu để ông lão này nhìn thấy An Lan Tú, đối phương chắc chắn sẽ rất vui mừng. Về phương diện võ đạo, không ai có thể thích hợp hơn An Lan Tú. Ông lão tóc trắng cười ha ha, vậy có thể, ta tin tiểu hữu. Nói xong, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Lúc này, đột nhiên Diệp Chi Mệnh lên tiếng, những quyển đạo kinh còn lại ông có biết nằm ở đâu không? Nghe vậy, Diệp Huyên có phần không vui, bởi vì giọng điệu Diệp Chi Mệnh như có phần chất vấn. Như phát hiện ra Diệp Huyên không vui, Diệp Chi Minh liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cảm, ông ta là tiền bối của ngươi, nhưng không phải tiền bối của ta, theo lý mà nói, ngươi nên gọi ta là tiền bối. Diệp Huyên nhếch miệng, Diệp cô nương, cô. Ông lão tóc trắng bên cạnh đột nhiên cười nó, thật ra nàng ta nói không sai. Diệp Huyên. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Chi Mệnh, ta chỉ biết bốn quyến đầu, lần lượt là độn nhất, nhân quả, biến số cùng với vận mệnh, còn về chuyện chúng ở đâu, hai quyển trong số đó hẳn là nằm trong tay hai vị đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta có một quyển của ta có lẽ là độn nhất, còn một quyển trong tay Diệp cô nương chắc là nhân quả. Diệp Chi Mệnh nhìn ông lão áo trắng, ông biết quyển vận mệnh ở đâu không? Ông lão tóc trắng lắc đầu, ta từng tìm kiếm quyển này, nhưng không tìm ra. Diệp Chi Mệnh im lặng, thực ra, nàng ta biết quyển đó đang ở đâu, nhưng nàng ta vẫn muốn xác nhận lại. Ông lão tóc trắng chợt nói, nghe nói đạo kinh này có tổng cộng 9 quyển, thật muốn nhìn xem những quyển còn lại, đáng tiếc, không còn phúc phần nãy nữa rồi. Lúc nói chuyện, thân thể ông ta giống như một làn khói biến mất tại đây. Lúc đến không một mảnh vải, lúc đi như làn khói mỏng. Diệp Huyên đứng dậy khẽ kính cẩn làm lễ với vị trí ông lão đã từng ở đó. Diệp Chi Mệnh bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, không có gì, tiền bối này cũng không giữ lại thứ gì, đi rất thảnh thơi, không hề không cam tâm, có lẽ, đối phương đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ngay lúc này, Diệp Chi Mệnh bỗng nhìn Diệp Huyên. Quyền đạo kinh kia có thể đưa ta xem thử không? Diệp Huyên bấm ngón tay, quyền đạo kinh kia đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, người cứ dứt khoát như vậy sao? Diệp Huyên cười nói, xem chút thì có sao chứ? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì, trong lòng cân nhắc. Diệp Huyên khẽ cười, Diệp cô nương yên tâm, ta không có ý đồ gì cả, hơn nữa. Thứ cho ta nói thẳng, với tình hình trước mắt, Diệp cô nương cũng không có gì có thể khiến ta có ý đồ gì, đúng không? Diệp Chi Mệnh nhận lấy đạo kinh, nàng ta không hề xem ngay, mà chỉ tay giữa hàng mày mình, một lúc sau, nàng ta chỉ vào quyền đạo kinh kia, hiện. Trong thoáng chốc, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trong đạo kinh tràn ra, tiếp đó, một luồng sáng trắng từ trong đạo kinh phóng thẳng lên trời. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người, đây là sao chứ? Trên trời, trong luồng sáng trắng đó, một bóng người đột nhiên ngưng tụ lại, ngay tiếp đó, bóng người này bắt đầu thay đổi. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, hoảng hốt, Diệp cô nương, chuyện này. Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh vô cảm, trong mỗi một quyển đạo kinh đều ẩn chứa một loại võ học cực hạn, cũng chính là võ học đạo kinh, loại võ học này có thể nói võ học cao nhất trong vũ trụ này hiện nay. Nhưng, cơ bản không có ai biết chuyện này cả, ông lão vừa nãy cũng không biết. Diệp Huyên theo bản năng hỏi, vậy sao cô lại biết? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyên, đó là chuyện của ta. Diệp Huyên im lặng, cô gái này thật thần bí.
Diệp Chi Mệnh nhìn bầu trời, ánh mắt nàng ta có phần phức tạp, nghe nói, nếu có người có thể học đủ 9 loại võ học đạo kinh này. Diệp Huyên hỏi, sẽ thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, hôm nay dừng tại đây, ta chưa từng gặp ai đã học võ học đạo kinh, ngay cả tiên tri cũng không có. Nói rồi, nàng ta nhìn bầu trời, võ học này tên là Cầu Chết, người có thể học rồi. Diệp Huyên chớp mắt, Cầu Chết. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, có vấn đề sao? Diệp Huyên im lặng, Cầu Chết này là sao chứ? Diệp Chi Mệnh lạnh giọng nói, có nghĩa là, một khi ngươi học được chiêu này thì muốn chết cũng khó. Diệp Huyên nhìn bầu trời, hắn do dự chốc lát, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại, lúc này, hư ảnh kia đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn, nữa càng lúc càng nặng nề. Cầu Chết. Một lời nói chợt xuất hiện trong đầu hắn. Thế nhân đều cầu đạo, ta cầu chết, cầu đất này giết ta, cầu trời này giết ta, cầu chư thiên đại đạo giết ta. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh không quấy dày, nàng ta dở quyển đạo kinh kia chậm rãi coi. Biến số. Thế nào là biến số? Ông lão tóc trắng lúc này đã nói. Nhưng, trong đạo kinh lại miêu tả kỹ càng hơn. Hơn nữa, nàng ta có thể xem được nhiều thứ hơn. Diệp Huyên đưa đạo kinh nàng ta xem, mà võ học đạo kinh này chính là đáp lễ của nàng ta cho Diệp Huyên. Bởi vì tình hình trước mặt bây giờ, trên đời này có hai người biết được bên trong đạo kinh có võ học cực hạn. Một người là chủ nhân đạo kinh, còn một người là nàng ta. Xem một lúc lâu sau, Diệp Chi Minh chắp hai tay trên đạo kinh, thực ra nội dung không nhiều, nhưng đối với bất kỳ cao thủ ở cấp bậc nào đó mà nói, chỉ chút nội dung như vậy cũng đủ thay đổi một đời của hắn rồi. Diệp Chi Mệnh không biết nghĩ đến gì, đột nhiên nàng ta nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, nhìn Diệp Huyên chợt ánh mắt nàng ta có chút nghi hoặc. Thực ra, cho dù là Mộ Niệm Niệm cũng không nhìn xa hơn nàng ta không chỉ có thể nhìn thấy nguyên nhân tai ách của Diệp Huyên, mà còn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ví dụ như số mệnh của Diệp Huyên. Số mệnh của Diệp Huyên là thứ phức tạp nhất mà nàng ta từng thấy, theo nàng ta thấy, người kiểu này thì sớm đã chết rồi. Nhưng, hắn không những không chết, mà còn sống rất tốt. Thật sự là quái thai. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nàng ta không muốn quan tâm chuyện của Diệp Huyên, vì ngay cả nàng ta cũng có cảm giác không tốt. Hiện tại nàng ta không nhúng tay vào là lựa chọn đúng đắn nhất, nếu can thiệp thì nàng ta sẽ vô cùng bất lợi. Mà nàng ta cũng không cần phải nhúng tay vào, hiện tại nàng ta và Diệp Huyên là lợi dụng lẫn nhau. Ngay lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa bỗng mở mắt ra, hắn chậm rãi nâng tay lên, sau đó nắm chặt lại, thoáng chốc, cả đất trời đều lập tức trở nên hư ảo. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có phần căng thẳng, bây giờ ngươi không thể khống chế toàn bộ sức mạnh đó, đừng làm loạn. Diệp Huyên run giọng nói, ta không nhịn được. Diệp Chi Mệnh tức giận nói, tên ngốc nhà ngươi, mau để ta vào trong tháp. Diệp Huyên. Diệp Huyên biết sự tình đã có phần nghiêm trọng, bèn để Diệp Chi Mệnh đi vào tháp giới ngục. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hai luồng Phật quang vàng chói lóe lên trên cánh tay, mà bên dưới thì lại là hai luồng sáng đỏ. Muốn chết là như thế nào? Đó là một loại tín niệm. Vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được sự bá đạo của người sáng tạo ra võ kỹ này, bèn không khỏi thấy bất đắc dĩ. Muốn được chết trong chiến trận. Vậy thì chiến. Diệp Huyên ngẩng đầu, trong mắt là hai hòn lửa bỗng nhiên cháy rực lên. Phật quang dần rút đi trên cánh tay, không những thế mà thân thể hắn cũng đang chậm rãi rạn vỡ. Sức mạnh kia quá khủng khiếp, hắn không cách nào trấn áp. Hắn chỉ muốn thử một chút. Nào ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Nhất định phải phóng thích ra. Diệp Huyên bỗng gầm lên, chắp tay lại rồi vung sang ngang. Uỳnh. Chỉ trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cháy bỏng ùa ra từ tay hắn, càn quét một phen khiến bốn phía trở thành hư vô. Toàn bộ bản nguyên chi địa đã biến mất. Không đúng, phải là bị xóa sổ triệt để, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Nơi hố đen giữa không gian đen đặc, Diệp Huyên ngơ ngác nhìn bốn phía. Hắn vừa ra tay xóa sổ một tiểu thế giới,
không cảm thấy chút gì là mừng rỡ, chỉ có mê mang. Sức mạnh này mạnh đến bất thường. Bỗng nhiên, Diệp Chi Mệnh xuất hiện cạnh hắn, lướt nhìn bốn phía rồi nói, nó có thể càng mạnh hơn nữa. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, nàng ta lạnh nhạt nói, bình thường hẳn là có thể trực tiếp xóa bỏ đạo giới. Diệp Huyên, thế này không phải đang phóng đại đấy chứ? Diệp Chi Mệnh, phóng đại ư, có những thứ còn hơn thế nữa, nhưng ngươi càng ít dùng võ kỹ này càng tốt. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt nói, nhìn lại cơ thể ngươi đi. Diệp Huyên vội vàng cúi đầu, khi nhìn thấy cơ thể đã nát vụn thành từng mảnh nhỏ của mình thì dại ra. Nếu không nhờ có Phật quang kia, thân xác của hắn đã tan nát rồi. Cho dù là kim cương Phật thể cũng không chịu nổi sức mạnh này. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, cho đến hiện nay, võ học trong đạo kinh chính là võ học tối cao ở vũ trụ này. Nàng ta thoáng dừng lại rồi nói, hai kiếm kỹ ngươi thi triển trước kia cũng mạnh, nhưng cảnh giới đến đâu, uy lực ra sao hoàn toàn được quyết định bởi cảnh giới kiếm đạo của ngươi. Diệp Huyên biết nàng ta đang nói về nhất kiếm định sinh tử và thuật rút kiếm. Sau khi cảnh giới kiếm đạo đột phá, hắn quả thật đã có cảm ngộ mới về hai kiếm kỹ này. Diệp Chi Mệnh, võ học đạo kinh có sức sát thương khổng lồ. Mỗi một lần thi triển đều sẽ sinh ra nhân quả bất lợi với ngươi, tựa như vừa rồi này. Việc ngươi xóa sổ BNCD đã làm tổn thương đến vũ trụ này. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu thi triển ở bên ngoài, một chiêu ấy thôi đã đủ để hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Diệp Huyên không nói gì. Diệp Chi Mệnh, cho dù là thời điểm nào đi nữa, đối xử tốt với vũ trụ đều là hành động đúng đắn. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Chi Mệnh trả đạo kinh lại cho hắn, ta đã xem xong. Diệp Huyên nhận lấy, có cảm nhận gì không? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, nó ẩn chứa đại đạo vũ trụ. Như ông lão kia từng nói, nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ thành tai họa. Diệp Huyên cười, Diệp cô nương có thu hoạch được gì không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, có một chút cảm ngộ, nhưng không giúp ích gì nhiều cho ta. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Diệp Chi Mệnh không nói gì, nhưng Diệp Huyên lại hiểu. Vì sao đạo kinh không giúp ích gì cho nàng ta? Vì nàng ta mạnh. Tựa như Mạc Niệm Niệm vậy, nàng cũng đã rất mạnh rồi nên đạo kinh chắc chắn cũng sẽ không mang lại nhiều lợi ích. Diệp Huyên chợt cảm thấy xấu hổ, tự hỏi vì sao các cô gái mình gặp được đều là mạnh đến biến thái thế này. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, ta muốn đi tìm quyển vận mệnh kia. Diệp Huyên, quyển thứ tư sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, bên trong hẳn là có thứ ta muốn. Diệp Huyên, cô có biết nó ở đâu không? Diệp Chi Mệnh do dự rồi lắc đầu, không, nhưng ta khẳng định nó sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh lạnh nhạt đáp, hỏi nhiều vậy làm gì? Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh tiếp tục, dù sao ta suy tính ra chính là thế đấy. Diệp Huyên tỏ vẻ hiếu kỳ, cô còn biết đoán mệnh sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyên vội chỉ vào bản thân, vậy cô tính giúp xem mệnh ta thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn lướt qua hắn, ta không xứng đoán mệnh của ngươi. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh bỗng nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói, động tĩnh vừa rồi quá lớn, có thể đã kinh động đến nhiều người, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, cùng nàng ta biến mất tại chỗ. Không lâu sau khi cả hai biến mất, một cái bóng mờ bỗng xuất hiện ở vị trí của họ ban nãy, nó dõi mắt nhìn theo hai người đang biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng, một âm thanh vang lên phía sau, vì sao không ra tay? Bóng mờ, thiếu niên kia không đơn giản. Âm thanh, sợ quái gì? Đập chết hắn. Bóng mờ bỗng xoay người, đưa tay về trước rồi bóp chặt lại. Một con ác thú hình hài dữ tợn bỗng xuất hiện trong tay y. Trông nó như con chó con, trên đầu có hai sừng, ba con mắt, mặt mày hung ác, cả người tản ra khí tức tàn độc. Bóng mờ. Không được ra tay khi ta chưa cho phép, rõ chưa? Ác thú lại không hề sợ hãi. Thân hình nhoáng lên một cái, nó đã thoát khỏi tay bóng mờ, một khắc sau lại xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Nó cười lạnh, Tân Hư,
ngươi nên biết chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở thế giới này. Người tên Tân Hư nhìn về phía Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh đi mất ban nãy, vậy ngươi đi đi. Ác thú cười nhạo, ngươi mơ đẹp lắm, ông đây còn lâu mới đi. Tân Hư khẽ nói, Thiên Yếm, việc chúng ta đến đây đã là phạm luật, sức mạnh cũng bị giảm đi một phần. Ở thế giới này, chúng ta phải hành sự cẩn thận. Người phụ nữ kia trước đó vẫn một mực ẩn nấp, nhưng dạo gần đây lại để lộ khí tức dẫn chúng ta tìm đến, ngươi không thấy việc này bất thường sao? Thiên Yếm, là thiếu niên kia. Tân Hư gật đầu, hắn ta không đơn giản chút nào, trên người lại còn có nguyên nhân tai ách. Thiên Yếm nghe thấy bốn chữ này thì nhíu mày. Nguyên nhân tai ách, ngươi không đùa đấy chứ? Tân Hư, trông ta giống như đang đùa với ngươi sao? Thiên Yếm hạ giọng, vậy vì sao hắn còn chưa chết? Tân Hư, đây mới là chỗ không đơn giản của hắn. Nói rồi, y nhìn Thiên Yếm, thế giới này có không ít cường giả, chúng ta không đủ vốn liếng để càn rỡ. Thiên Yếm lắc đầu, ta thấy ngươi vẫn cứ sợ trước sợ sau. Thiếu niên kia không đơn giản thì chúng ta không giết hắn thôi, cứ trực tiếp mang cô ả kia đi không được sao? Tân Hư, nếu nàng ta đã đưa vật ấy cho thiếu niên thì sao? Thiên Yếm cau mày, hai luồng sáng đen nhấp nháy trong mắt, chắc không có đâu hả? Tân Hư, nếu nàng ta không có sức phản kháng, người nói xem có thể hay không? Thiên Yếm, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ? Tân Hư lắc đầu, tạm thời thôi. Dù sao thì cứ cố gắng đừng trêu vào thiếu niên này là tốt nhất. Thiên Yếm, theo ta biết, có rất nhiều người trong vũ trụ này đang để mắt đến hắn, chỉ bằng chúng ta liên thủ cùng họ. Tân Hư lắc đầu, chúng quá đần độn, chủ nhân đã dặn không được chơi với bọn thiểu năng. Thiên Yếm, chấm chấm chấm, ở tận cùng vũ trụ, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, Diệp cô nương có cảm nhận được chúng ta bị người theo dõi không? Diệp Chi Mệnh nhàn nhạt đáp, có à? Diệp Huyên cười, hay cô nương nói thử xem? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên bỗng dừng bước, xoay người nhìn nàng ta, Diệp cô nương, ta có nợ cô gì chăng? Diệp Chi Mệnh, không. Diệp Huyên, vậy cô cho rằng ta có nên dây vào chuyện của cô không? Thấy nàng ta không nói gì, hắn lắc đầu cười. Nếu cô nương là bạn của Diệp Huyên này, chuyện của cô chính là chuyện của ta. Diệp Huyên ta có thể vì bạn bè mà băng qua núi đao biển lửa, tiếc rằng cô lại không phải. Vì vậy ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô, tựa như cô sẽ không xen vào chuyện của ta vậy. Diệp Chi Mệnh chỉ đăm đăm nhìn hắn. Diệp Huyên cười, cô nương nhường ta học võ học đạo kinh, ta cũng cho cô nương xem nó, hai ta không nợ nhau bất kỳ điều gì. Xin cáo từ. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Tuy không nói ra nhưng Diệp Huyên vẫn luôn biết người này đang lợi dụng hắn. Hắn chỉ đang chờ đợi giây phút nàng ta thẳng thắn thừa nhận, sau đó bắt đầu đưa ra điều kiện. Nhưng nàng ta không có ý định đó. Thật sự xem ông đây là đồ ngốc à. Hắn không sợ phiền toái, nhưng cũng sẽ không chủ động chọc vào phiền toái. Quan trọng nhất là hắn và nàng ta không hề quen biết nhau. Trước những bước đi quả quyết của Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh bỗng lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi muốn gì? Diệp Huyên dừng bước, xoay lại, cô có thể cho ta những gì? Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt hắn, quyển võ học thứ hai của Đạo Kinh. Hắn chỉ cười, ngay bây giờ. Nàng ta lắc đầu, không, nửa năm sau. Thấy hắn im lặng, Diệp Chi Mệnh lại nói. Cắn nhiều nuốt không trôi, ngươi hiện giờ còn chưa hoàn toàn nắm được võ học của quyển Đạo Kinh này mà, đúng chứ? Diệp Huyên vẫn im lặng, nàng ta tiếp tục. Hơn nữa, ta là người duy nhất có thể giúp ngươi tìm được nhiều Đạo Kinh hơn. Ngoài ra, nếu có ta ở bên... Diệp Huyên bỗng nói, ta muốn cô chỉ dạy cho ta và bạn bè của ta. Hắn biết Diệp Chi Mệnh sở hữu kiến thức uyên bác, nếu nàng ta chịu chỉ giáo thì mọi người ở vũ trụ ngũ duy sẽ được lợi rất lớn. Diệp Chi Mệnh gần như gật đầu không chút do dự, được. Diệp Huyên, vậy ta đồng ý. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ta sẽ mang phiền phức đến cho ngươi. Hắn cười, Diệp cô nương à, ta đây cũng lắm phiền phức. Cho nên hẳn là chúng ta làm phiền nhau.
Nếu bên ta phiền hơn thì cô chịu thiệt, ngược lại thì ta chịu thiệt thôi. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, nếu biết được thân phận thật của ta, ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyên tỏ vẻ hiếu kỳ, thân phận của cô là gì? Diệp Chi Mệnh nói với gương mặt vô cảm, ngươi cho rằng ta ngốc đến nỗi sẽ trực tiếp nói sao? Hắn cười, vậy cô có biết ta thật ra là ai không? Diệp Chi Mệnh, là ai? Diệp Huyên nghiêm giọng, ta là Thái tử Cửu Duy. Bí mật này đến muội muội ta còn không biết, cô nương phải giữ kín cho ta đấy. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn chòng chọc, ta xin ngươi làm một việc được không? Việc gì? Diệp Chi Mệnh chậm rãi nhắm mắt, siết tay lại, nói với giọng cáu bẳn, đừng hạ thấp trí thông minh của người có học thức như ta, cảm ơn nhiều. Diệp Huyên. Tác giả có lời muốn nói, thật ra thì tôi cũng không phải người thường đâu. Cứ như vậy, Diệp Huyên làm một cuộc giao dịch với Diệp Chi Mệnh. Hắn muốn nàng ta đi theo hắn, mà nàng ta sẽ giúp đỡ hắn, hai bên cùng hỗ trợ nhau. Cũng có thể nói là lợi dụng nhau. Bọn họ không ở lâu trong vũ trụ, Diệp Huyên đưa đối phương về đến Ngũ Duy. Nơi này đã trở nên phồn hoa rực rỡ hơn hẳn trước kia. Nếu xét theo một góc độ nào đó thì thực lực của họ đã vượt qua Lục Duy. Nhưng nếu để so với đạo giới thì còn chưa đủ, bởi nơi ấy có cường giả độn nhất cảnh bỏ xa Ngũ Duy. Có điều hiện giờ đạo giới cũng không dám xem thường Ngũ Duy nữa. Sau khi đưa Diệp Chi Mệnh trở về, Diệp Huyên lập tức bổ nhiệm nàng ta làm trưởng lão danh dự của Liên minh Vũ trụ, sẽ không bị bất kỳ ai quản chế. Ngoài ra, hắn bắt đầu đẩy mạnh phát triển vũ trụ Ngũ Duy. Để chống lại đạo giới và tu di thần quốc, không thể chỉ dựa vào một mình hắn, đó là chưa nói đến Ngũ Duy kiếp. Hắn cần phải chỉnh đốn mọi người ở vũ trụ này, để bọn họ cùng nhau nghênh đón kiếp nạn kia. Suy nghĩ của hắn thật ra rất đơn giản, đó là chỉ khi tất cả mọi người cùng nhau trải qua tai nạn, họ mới học cách trân trọng Ngũ Duy hơn. Tựa như trong thế giới người phàm vậy, những ai chưa trải qua chiến tranh sẽ không biết hòa bình đáng quý đến nhường nào. Ngày hôm ấy, Diệp Huyên đưa Diệp Chi Mệnh đến tiểu viện của tiểu thất. Hai cô gái chằm chằm nhìn nhau, mãi không nói lời nào. Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc. Hai người quen biết nhau sao? Diệp Chi Mệnh và tiểu thất cùng lắc đầu. Chỉ thấy ánh mắt Diệp Chi Mệnh nhìn tiểu thất mang theo vẻ phức tạp, người luân hồi. Tiểu thất lạnh nhạt đáp, ta chính là ta. Diệp Chi Mệnh nói với Diệp Huyên, người đi đi. Diệp Huyên chỉ do dự một hồi rồi gật đầu, hai người cứ chậm rãi trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh nói với tiểu thất, quan hệ giữa cô và hắn, rất phức tạp. Tiểu thất đi đến trước mặt đối phương, tuy vóc dáng nàng ta không lớn lắm nhưng vẫn hơn Diệp Chi Mệnh một chút, nói ta thấy cô cũng rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh ngồi xuống ghế đá, cô muốn áp chế một, bản thân, khác trong người, rồi lại mâu thuẫn vì cho rằng, bản thân kia cũng chính là cô. Tiểu thất lẳng lặng nhìn nàng ta, không phát biểu ý kiến. Diệp Chi Mệnh, sở dĩ kiếm đạo của cô không tinh tiến được cũng là vì sự mâu thuẫn này, nên không cách nào thả lỏng được. Tiểu thất vẫn im lặng. Diệp Chi Mệnh, vì sao lại mâu thuẫn đến vậy? Ai lại chẳng có kiếp trước kiếp này? Tiểu thất lắc đầu, ta không muốn trở thành người khác. Diệp Chi Mệnh cười cười, vì sao lại nói vậy? Tiểu thất nhìn sang, chỉ nghe đối phương nói, đó cũng là cô chính là cô, sẽ không thay đổi thành một con người khác. Nhưng cô lại một mực trốn tránh, không dám đối diện với bản thân, đồng thời lại sợ hãi. Chính vì cô không thể để bản thân thả lỏng, nên cảnh giới và kiếm đạo mới thấp đến vậy. Bằng không, hai phương diện này của cô có thể cao hơn tên kia. Thấy tiểu thất im lặng, Diệp Chi Mệnh tiếp tục. Nói một cách nghiêm túc thì cô cũng không hoàn toàn xem như là người đã luân hồi, vì vậy không cần phải băn khoăn liệu mình có trở thành một người khác hay không. Thấy tiểu thất im lặng, Diệp Chi Mệnh tiếp tục. Nếu muốn sống thật với bản thân thì cô phải càng đối diện hết thảy. Nhận biết mình, làm chủ mình. Nói đến đây, nàng ta rời đi. Còn lại trong tiểu viện, tiểu thất im lặng một hồi lâu. Sau khi rời khỏi tiểu viện của tiểu thất, Diệp Huyên đi tìm An Lan Tú. Gặp được nàng,
hắn bèn đưa chiếc nhẫn chứa của ông lão áo trắng ra cho nàng. An Lan Tú nhìn hắn một cái, nhận lấy nhẫn rồi đi vào phòng. Diệp Huyên bỗng hỏi, nàng không hỏi đây là gì sao? An Lan Tú chỉ nhìn hắn mà không nói. Diệp Huyên cười, chúng ta cùng đi nhé. Nàng gật đầu, được. Trên con đường trải đầy sỏi vụn, hai người chậm rãi sóng bước. An Lan Tú là một người kiệm lời, đúng hơn là gần như không nói gì. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, ta còn nhớ hồi ở Thanh Thành. Nàng chỉ nhìn hắn. Đó là nơi bọn họ gặp nhau, khi nàng còn là An Quốc Sĩ. Diệp Huyên, Tiểu Cửu, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Tiểu An, bọn họ hẳn là đã trở về nơi đó. Trước đó hắn có phái người đi đón nhóm Tiểu Cửu, nhưng sau lại biết được bọn họ đã khởi hành về lại Thanh Thành. Tin tức ấy khiến trong lòng Diệp Huyên dâng lên những cảm xúc phức tạp. Hắn hiểu ý họ. Là hắn bước đi quá nhanh, họ đã không theo kịp, cũng không lựa chọn trở nên mạnh mẽ cùng hắn nữa. Trong những người cùng xuất thân từ Thanh Thành năm ấy, chỉ có An Lan Tú và Liên Vạn Lý là đuổi kịp bước chân của hắn. An Lan Tú nghe xong cũng im lặng. Trên con đường võ đạo này, càng đi xa, người càng ít. Cho đến hiện tại, chỉ còn có nàng, Liên Vạn Lý và Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng dừng chân, mỉm cười nhìn nàng, trước kia, có một vị tiền bối từng nói rằng võ đạo là một con đường cô độc. Ta cũng cho rằng vậy, bởi vì đi trên đường này, bản thân đi được xa không có nghĩa là bạn bè, người thân cũng có thể theo kịp. Rất nhiều lúc, mỗi một bước đi tới sẽ khiến người bên cạnh càng ít đi. Nàng biết không, có đôi khi ta rất sợ, sợ một ngày nào đó ngay cả nàng, Liên Vạn Lý và Liên Nhi đều không còn nữa. Cô độc. Đó là từ dùng để miêu tả con đường võ đạo. Thật ra không chỉ có Tiểu Cửu và Mạc Vân Khởi, ngay cả vị Ương Thiên, Họa Sư, Mạc Tà. Rất nhiều người đều không đi được đến bước này. Diệp Huyên rất sợ hãi mình sẽ có một ngày trở thành ông lão áo trắng ở bản nguyên chi địa, khi đi đến cuối cùng cũng chỉ còn có bản thân. Sau khi rời khỏi đó rồi, hắn đã lập tức trở về vũ trụ ngũ duy, chỉ để nhìn thấy An Lan Tú, Tiểu Thất và Liên Vạn Lý. An Lan Tú bỗng nắm lấy tay Diệp Huyên, nhìn vào mắt hắn, ta đi cùng huynh. Hắn trở tay siết lấy tay nàng, cười cảm ơn nàng, cho đến giờ vẫn bầu bạn cùng ta. An Lan Tú lắc đầu, huynh vẫn là Diệp Huyên mà ta biết. Như vậy là đủ rồi. Nàng cũng sợ hắn cứ đi mãi, rồi sẽ trở thành một người khác. Người nàng đem lòng thích. Là thiếu niên ở Thanh Thành. Mà hiện nay, hắn vẫn là cậu thiếu niên đó, chỉ là đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều mà thôi. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên cách đó không xa, ôi chà, còn nắm tay nữa cơ à? Là Liên Vạn Lý. An Lan Tú vô thức muốn rút về nhưng bị Diệp Huyên nắm chặt. Hắn cười nói, bán bộ đột nhất, chúc mừng. Liên Vạn Lý lắc đầu, vẫn không đánh lại ngươi. Hắn nháy mắt, cô có muốn nghe một bí mật không? Liên Vạn Lý tỏ vẻ hiếu kỳ, bí mật gì? Diệp Huyên nghiêm giọng, cảnh giới kiếm đạo của ta lại đột phá rồi. Bây giờ ta có thể tiêu diệt độn nhất cảnh chỉ bằng một ngón tay. Cỡ như cô, ta dư sức chấp 10 người. Khóe môi An Lan Tú khe khẽ cong lên trước khi trở lại bình thường. Liên Vạn Lý ngây ngẩn nhìn Diệp Huyên một hồi, đoạn gầm lên, thứ trời đánh nhà ngươi. Dứt lời, nàng ta đã rút thanh long đao vồ tới. Diệp Huyên lập tức bỏ chạy. Nhìn hai người đánh qua đánh lại ở nơi xa, nét cười trên gương mặt An Lan Tú lại nhiều hơn một chút. Chốc lát sau, bọn họ đã quây quần quanh chiếc bàn trong khoảnh sân nhỏ. Thấy Diệp Huyên tất bật chuẩn bị cơm nước, Liên Vạn Lý hỏi, Diệp Thổ Phỉ, sao hôm nay tự dưng lại nổi hứng nấu cơm cho chúng ta? Diệp Huyên cười, cô cảm thấy ta có mưu đồ gì sao? Liên Vạn Lý nhếch mép, chẳng có việc gì mà ân cần thế thì chắc chắn có chuyện xấu rồi. Đoạn nàng ta quay sang An Lan Tú, cẩn thận đấy, trực giác của ta nói hắn muốn ngủ với cô. An Lan Tú nhàn nhạt đáp, biết đâu là muốn ngủ với cô. Liên Vạn Lý đang định nói thì Diệp Huyên bỗng cười khà khà, hay là mình ngủ chung hết đi, giường của ta đủ chỗ mà. Cái nhìn đồng thời của hai cô gái khiến hắn cảm thấy không ổn.
Một khắc sau, đại đao và trường thương đã đồng loạt bay đến. Nửa canh giờ sau, được Diệp Huyên truyền lại truyền thừa của ông lão áo trắng, An Lan Tú và Liên Vạn Lý bắt đầu bế quan. Ngoài ra, hắn cũng cho cả hai đọc qua đạo kinh. An Lan Tú đã đến độn nhất cảnh, việc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho nàng. Về phần Liên Vạn Lý, thiên phú của nàng ta không hề thấp, một khi có được đạo kinh và truyền thừa, Diệp Huyên tin rằng nàng ta sẽ đột phá về mặt chất lượng. Sau đó, hắn đi đến phòng quan âm, thiên phú của ả ta vốn không thua kém hai người An Lan Tú, hiện nay cũng đã đạt đến bán bộ độn nhất. Thấy hắn đưa ra một quyển trục, ả tò mò hỏi, đây là... Diệp Huyên, quyển đạo kinh thứ ba, đọc xong thì trả lại cho ta. Quan âm sửng sốt, đây là trang bị thiếu của đạo kinh. Cái gật đầu của hắn khiến tay ả run run. Ngươi tìm được những trang đạo kinh bị thiếu ư? Diệp Huyên gật đầu, cô chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, không được nói ra ngoài, hiểu ý ta chứ? Quan âm nhìn hắn, ngươi thật sự cho ta xem. Diệp Huyên bất đắc dĩ, trông ta giống như đang nói đùa lắm sao? Quan âm không khỏi cảm thấy hết sức phức tạp. Đây là đạo kinh, thứ đã khiến bao nhiêu người phát cuồng vì nó. Vậy mà Diệp Huyên cứ thế cho ả ta đọc. Diệp Huyên, ta đã hứa một khi mở thư phòng thì sẽ cho cô xem đạo kinh bên trong. Hiện nay ta chưa mở được, trước mắt cô cứ cầm lấy quyển này, hy vọng sẽ có ích với cô. Quan âm nhìn hắn, cảm ơn ngươi. Cầm đạo kinh trên tay, sắc mặt ả ta chợt trở nên nghiêm túc vô cùng, có thể thấy nội dung trong đó khiến ả rúng động đến nhường nào. Một hồi sau, quan âm trả nó lại cho Diệp Huyên, ta đã nhớ kỹ rồi. Hắn thấp giọng nói, quan cô nương, nội dung trong này chỉ có thể giữ cho bản thân biết, tuyệt đối không được để lộ, bằng không chúng ta đều sẽ toi mạng. Trước mắt hắn chỉ dám cho những người thân cận nhất đọc đạo kinh, bởi hắn biết một khi có người hay tin trong tay hắn có tận hai quyển, hắn không dám nghĩ đến tình cảnh đó. Ta biết. Quan âm nói, vì sao lại cho ta xem? Diệp Huyên, không phải ta đã hứa rồi sao? Quan âm nhìn hắn không chớp mắt, ta không nghĩ ngươi sẽ làm thật. Hắn cười, cảm động lắm đúng không? Có muốn lấy thân báo đáp không nào? Quan âm liếc hắn một cái, ngươi đã không thích cô gái này rồi thì đừng có đi chọc người ta, biết chưa? Diệp Huyên. Trong phòng, Diệp Huyên cười ngượng, ta đùa chút thôi mà. Quan âm khẽ khàng nói, đạo kinh kia can hệ việc trọng đại, ngươi phải vô cùng cẩn thận, tránh mang tai họa đến cho bản thân và vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng chỉ dám cho những ai thân cận nhất xem thôi. Quan âm, ta cũng là một trong số đó sao? Diệp Huyên cười, trong thời gian vừa qua, vũ trụ ngũ duy có thể phát triển đến ngần này, không thể không kể đến công lao của quan cô nương, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Quan âm lắc đầu, việc của ngũ duy không chỉ là việc của cá nhân ngươi, mà là của tất cả chúng ta. Thấy hắn im lặng, ả ta lại nói. Cho dù thế nào, ta và âm linh tộc sẽ cùng ngươi đối mặt hết thảy. Diệp Huyên cười nói, tốt lắm. Khi quan âm đang toan nói tiếp thì một cái bóng mở bỗng bay vào. Nó khẽ thi lễ với hai người, đoạn nhìn sang Diệp Huyên với vẻ ngần ngừ. Nhận ra đây là thám tử của quan âm, hắn cười. Các người trò chuyện đi, ta về. Quan âm lại nói, hẳn là có việc nghiêm trọng phát sinh, ngươi ở lại đây. Đoạn ả ta nói với bóng mờ, về sau gặp hắn cũng như gặp ta, không được giấu giếm điều gì, rõ chưa? Bóng mờ cung kính thi lễ, đã có một vị cao tăng đến cổ tự, có thể xuất thân từ vùng cực lạc. Bốn chữ cuối khiến Diệp Huyên nhắm mắt lại. Những thế lực kia cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Quan âm nhìn sang, nghe hắn nói, ta sẽ đi cổ tự một chuyến. Quan âm lắc đầu, nếu vùng cực lạc thật sự muốn có đạo kinh thì sẽ bảo cổ tự trực tiếp bắt lấy ngươi. Diệp Huyên lia mắt nhìn, bóng mờ lập tức biến mất. Hắn cười, bọn hắn không biết trong tay ta có quyển đạo kinh thứ tư. Quan âm, vậy bọn họ hẳn phải biết đạo kinh đang nằm trong tay Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm là người đang giữ đạo kinh là việc ai ai cũng biết. Quan âm, mà bọn hắn cũng biết Mộ Niệm Niệm đứng về phía ngươi, ta sợ rằng chúng sẽ dùng ngươi hoặc ngũ duy để uy hiếp nàng ta,
người đi chuyến này, hung hiểm vô cùng. Diệp Huyên chỉ cười, cứ tin ta đi. Quan Âm quan sát hắn, người lại đột phá. Hắn gật đầu, hiện giờ chỉ có ai trên độn nhất cảnh mới có thể uy hiếp được ta, mà cho dù vậy ta cũng không sợ. Quan Âm nghĩ ngợi rồi gật đầu, cũng được, người đi thăm dò xem thái độ của Cổ Tự và vùng Cực Lạc như thế nào. Diệp Huyên, việc ở nhà ta giao cho cô, nếu rảnh rỗi thì có thể đi thỉnh giáo cô bé Diệp Chi Mệnh, nàng ta kinh khủng lắm. Quan Âm gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên không nói thêm nữa, xoay người biến mất. Quan Âm nhìn về phía chân trời với vẻ lo lắng. Hắn đang mạnh lên từng ngày, nhưng kẻ địch cũng không thua kém gì. Cổ Tự. Diệp Huyên vừa đặt chân đến đây, trưởng lão chi sự đã xuất hiện trước mặt hắn, nói. Diệp công tử. Diệp Huyên cười, có người của vùng Cực Lạc đến sao? Trưởng lão chi sự gật đầu. Diệp Huyên hỏi, vì ta? Ông ta thấp giọng thở dài, xin công tử hãy đi đi. Cổ Tự hiện nay đã không muốn làm kẻ thù của Diệp Huyên nữa. Hắn không chỉ đạt đến linh minh kiến tính, mà còn được lão tăng thần bí kia khen ngợi. Thái độ của họ đối với hắn đang dần xảy ra biến hóa. Nhưng sự xuất hiện của người đến từ vùng Cực Lạc một lần nữa thay đổi tất cả. Diệp Huyên cười, trưởng lão chi sự dẫn ta đi gặp trụ trì đi. Cho dù cuối cùng ta có lại đối đầu với Cổ Tự thì cũng nên chia tay trong êm đẹp chứ hả? Trưởng lão chi sự nhìn hắn một hồi rồi nói, theo ta. Ông ta đưa Diệp Huyên đi vào Cổ Tự. Khi vừa đặt chân qua khỏi cổng, một tăng nhân khoác cà sa vàng đã xuất hiện trước mặt họ. Diệp Huyên nhìn qua, lập tức biết đây là người đến từ vùng Cực Lạc. Trưởng lão chi sự, Diệp công tử, vị này là Đại Bồ Tát A Khổ từ vùng Cực Lạc. Diệp Huyên nhìn người kia, cười hỏi, Đại Bồ Tát lần này đến đây là vì đạo kinh kia. Đối phương chắp tay trước ngực, vì đạo kinh, cũng vì Phật kinh. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta biết cậu có giao tình sâu đậm cùng Thiên Đạo Ngũ Duy, xin công tử hãy ra mặt thuyết phục nàng ta giao ra đạo kinh, tránh mang họa đến cho vũ trụ này. Hắn chỉ cười, Bồ Tát muốn chiếm đoạt nó sao? Đại Bồ Tát A Khổ lắc đầu. Vật kia không thuộc về Thiên Đạo Ngũ Duy, cũng không thuộc về công tử. Đó là vật vô chủ, ai ai đều có thể sở hữu. Hơn nữa, bên trong còn có Phật kinh của vùng Cực Lạc ta, Diệp công tử và Mạc cô nương nên trả vật lại cho chủ. Diệp Huyên lắc đầu cười, đại sư đã nói nó là vật vô chủ, vậy tại sao không thể là của chúng ta? Đại Bồ Tát A Khổ chắp tay nhìn hắn, Phật ta từ bi, vốn không muốn động binh đao. Nhưng Diệp công tử vẫn chấp mê bất ngộ. Đắc tội. Nói xong, ông ta lập tức ra tay. Bỗng có một âm thanh vang lên. Dừng tay. Diệp Huyên nhìn sang, thì ra chính là trụ trì Cổ Tự. Chỉ thấy trụ trì chắp tay, Đại Bồ Tát A Khổ, nơi đây là chốn thanh tịnh, sao lại có thể động thủ. Đại Bồ Tát A Khổ nhìn ông ta, trụ trì muốn bảo vệ Diệp Huyên này sao? Trụ trì, Bồ Tát. Cổ Tự ta không có ý đồ gì với đạo kinh. Chúng ta chỉ muốn được yên tĩnh tu hành trong núi thẳm này thôi. Khi biết đạo kinh đã rơi vào tay Mộ Niệm Niệm, trụ trì lập tức từ bỏ nó. Bởi ông ta bỗng phát hiện, Mộ Niệm Niệm và người sau lưng Diệp Huyên đều không phải là những nhân vật mà Cổ Tự có thể đối phó. Hơn nữa, Diệp Huyên còn có duyên với Cổ Tự, trước là ác duyên, nay thành thiện duyên. Trụ trì không muốn lại biến nó về thành ác duyên. Còn một điều nữa như Diệp Huyên nhắc đến trước đó, là tăng nhân Cổ Tự bao gồm cả trụ trì mang trên mình chấp niệm quá nặng. Một khi họ quá chấp nhất với đạo kinh, tâm ma đã sinh ra. Chỉ cần buông bỏ nó là lòng sẽ lại nhẹ nhàng. Điều không ai ngờ tới là sự xuất hiện của vùng Cực Lạc. Đại Bồ Tát A Khổ đang muốn nói gì thì trụ trì đã lên tiếng, Diệp công tử hãy đi đi. Diệp Huyên nhìn sang, thấy ông ta chắp tay lại, lão nạp đã thu hoạch được rất nhiều từ những lời của công tử ngày ấy. Hôm nay Cổ Tự muốn bày tỏ thái độ với Diệp Huyên, Cổ Tự sẽ phong sơn, không để tâm đến chuyện thế tục nữa. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi cũng chắp tay trả lễ, cảm ơn đại sư đã từng giúp đỡ. Nói xong hắn lập tức rời đi, biết rằng mình ở lại sẽ chỉ khiến Cổ Tự càng khó xử.
thấy Đại Bồ Tát A Khổ định ra tay, trụ trì nói, Đại Bồ Tát A Khổ. Lời vừa dứt, hơn 10 tia thần thức lập tức bao vây đối phương lại. Đại Bồ Tát A Khổ nhìn trụ trì, im lặng chắp tay lại. Trụ trì nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, trên đường còn nhiều nguy hiểm, xin hãy cẩn thận. Hắn cười đáp, đại sư cũng bảo trọng. Nói xong, hắn đã biến mất nơi chân trời. Đại Bồ Tát A Khổ cũng mất dạng theo. Còn lại một mình, trụ trì chắp tay trước ngực với vẻ phức tạp trong mắt. Trưởng lão trì sự khẽ nói, bọn họ đã đánh giá thấp Diệp công tử và Mạc cô nương. Trụ trì gật đầu, thấp một cách nghiêm trọng. Trưởng lão do dự một hồi rồi hỏi, chúng ta thật sự từ bỏ đạo kinh ư? Trụ trì, cổ tự ta không phải đối thủ của hai vị ấy, nếu tiếp tục chất chứa tham niệm, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Trưởng lão trì sự gật đầu, nhìn về chân trời, Diệp công tử liệu có gặp nguy hiểm không? Trụ trì im lặng một hồi rồi nói, cậu ta đã không còn như ngày đó nữa. Phong Sơn. Ông ta xoay người rời đi. Nơi chân trời xa xôi, Diệp Huyên bỗng dừng lại. Ngay phía sau hắn chính là Đại Bồ Tát A Khổ. Thực lực của ông ta nằm ở mức độn nhất cực cảnh, chưa qua được độn nhất cảnh. Hắn cười hỏi, ông theo ta làm gì? Đối phương chắp tay lại, nói, mời Diệp công tử hãy theo ta đến vùng cực lạc. Hắn lắc đầu, không đi. Đại Bồ Tát A Khổ lạnh lùng nói, không thể không đi. Diệp Huyên lập tức bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhoáng cái đã biến mất ở cuối chân trời. Sau một giây ngẩn ra, đối phương lập tức đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên đã chạy đến đạo giới. Đại Bồ Tát A Khổ đuổi sát theo sau. Ngay khi cả hai vừa vọt vào, nhóm người Khương Vũ lập tức nhận được tin. Vùng cực lạc đã ra tay. Khương Vũ biến sắc, nhanh chóng triệu tập toàn bộ cường giả độn nhất cảnh và đạo thôn, tức tốc chạy về phía Diệp Huyên và Đại Bồ Tát A Khổ. Chỉ trong chốc lát, hết thảy cường giả đạo giới đều xuất phát. Trong vũ trụ, Diệp Huyên ngự kiếm lướt đi. Tuy tốc độ cực nhanh nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với người ở sau. Đại Bồ Tát A Khổ không khỏi nhíu mày, tự hỏi Diệp Huyên muốn chạy đi đâu đây? Trực giác của ông ta nói rằng có gì đó không đúng. Vào lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng bước. Đại Bồ Tát A Khổ, Diệp công tử sao không chạy tiếp nữa? Diệp Huyên nhìn ông ta, chậm rãi đưa tay phải đang ngưng tụ Phật Pháp chi lực lên. Thấy vậy, Đại Bồ Tát A Khổ cũng nhắm mắt, chậm rãi siết tay phải lại. Một luồng Phật Pháp chi lực ầm ầm tỏa ra từ quanh người ông ta. Sau đó, Diệp Huyên bỗng ra tay. Nhưng không phải với Đại Bồ Tát A Khổ, mà là với bản thân hắn. Quỳnh! Cú trưởng khiến Diệp Huyên nôn ra một ngụm máu, bắn ngược về sau hơn trăm trượng. Máu không ngừng ồ ạt tràn ra từ miệng, nhuộm đẫm vạt áo hắn. Một màn này khiến Đại Bồ Tát A Khổ sững người. Diệp Huyên lại tiếp tục nện một chưởng vào ngực mình. Phụt! Lại một ngụm máu nữa phun ra. Lần này, lồng ngực Diệp Huyên hoàn toàn vỡ toác, thấy được cả xương trắng bên trong. Đại Bồ Tát A Khổ nhìn hắn không chớp mắt, hành động này của Diệp công tử khiến lão tăng thật sự không hiểu. Lại một chưởng thứ ba giáng xuống. Diệp Huyên bay vút ra ngoài, trực tiếp khiến không gian phía sau vỡ nát, trông thảm thiết vô cùng. Ngay tại lúc ấy, hắn bỗng nhiên gầm lên, con lửa chọc kia. Trả thư phòng cho ta. Giọng như sấm rền, lan truyền khắp vũ trụ, cách đó trăm vạn dặm còn nghe thấy. Đại Bồ Tát A Khổ. Tác giả có lời muốn nói. Chúc Tiêu Giao Tử sinh nhật vui vẻ, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ cho đến nay. Ban đầu định sẽ thêm 10 chương, sau đó nghĩ lại, thấy quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp đến vậy, nếu tôi đăng thêm chương thì chẳng phải đang nói tình bạn của chúng ta chỉ nông cạn ngần ấy thôi sao? Tục ngữ có câu tình nghĩa quân tử bình thản như nước, anh em tốt thì không cần màu mè với nhau ha. Với trước đây bạn hỏi tôi chữ L, I, E, T, D, U, E, N, G thế nào, không biết chứng bệnh khó nói này của bạn đã đỡ hơn chưa? Trong vũ trụ, Diệp Huyên vừa gầm lên xong đã lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại Bồ Tát A Khổ nhìn hắn chòng chọc, người muốn hãm hại vùng cực lạc chúng ta,
nhưng tiếc rằng người đời sẽ không tin ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Huyên nhìn ra sau ông ta, kinh hãi kêu lên, ngươi là... Đại Bồ Tát A Khổ vô thức quay lại nhìn, nhưng nơi đó không có ai. Ông ta biến sắc, lại vội vàng xoay người. Đó cũng là lúc một tia kiếm quang đang dần phóng đại ở đáy đôi đồng tử mở to của Đại Bồ Tát A Khổ. Ông ta cả kinh, vội vã chắp tay lại, dùng một cụm Phật quang chặn lấy kiếm quang. Nào ngờ một khắc sau, kiếm quang đã chém đứt tay, xuyên thấu yết hầu ông ta. Phụp! Cả người Đại Bồ Tát A Khổ cứng còng, Phật quang quanh thân nhanh chóng tản đi. Mà Diệp Huyên vẫn đứng sừng sững ở đối diện. Đại Bồ Tát A Khổ nhìn hắn với vẻ khó tin tràn ngập, ngươi, mạnh đến vậy. Lời vừa ra, ông ta đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ đến chết, ông ta cũng không ngờ rằng một cường giả độn nhất cực cảnh như mình lại bị Diệp Huyên giết trong nháy mắt. Sao có thể thế được? Đại Bồ Tát A Khổ ôm mối nghi hoặc này mà chết đi. Diệp Huyên thấy đối phương đã biến mất thì vung tay lên, thu nhẫn chứa đổ trên người ông ta vào. Giờ khắc này, hắn mới biết được sự chênh lệch giữa độn nhất giả và độn nhất thật lớn đến thế nào. Khác biệt như ngày và đêm vậy. Cùng lúc, mấy chục luồng khí tức hùng mạnh xuất hiện. Diệp Huyên vội vàng khuỵu một gối xuống, hai tay ôm ngực, kịch liệt ho khan, để máu thi thoảng trào khỏi miệng. Thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng vô cùng. Khi nhóm Khương Vũ thấy hắn, ai nấy đều ngẩn ngơ. Thảm đến vậy sao? Diệp Huyên cứ liên tục ho khù khụ không thôi, máu ồ ạt chảy ra theo khóe miệng khiến cả người đỏ thẫm, trông như một huyết nhân chân chính, thật sự là muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Khương Vũ quan sát Diệp Huyên, do dự một hồi rồi hỏi, Diệp công tử, cậu bị thương nặng quá. Diệp Huyên vung tay chỉ về bên phải, ánh mắt đong đầy oán độc, vùng cực lạc, chúng cướp thư phòng của ta. Khương Vũ nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. Lý Thanh của đạo thôn hỏi, công tử chắc chứ? Diệp Huyên lau máu bên khóe môi, gật đầu với nàng ta. Lý Thanh lại nhìn hắn chòng chọc như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài, ta có một chuyện không rõ, mong công tử giải đáp. Diệp Huyên, bây giờ các người đuổi theo có khi còn kịp. Nhóm Khương Vũ lập tức biến mất, nhưng Lý Thanh không đi theo, chỉ cười hỏi Diệp Huyên. Diệp công tử, theo ta được biết, thư phòng kia đang nằm trong tay Thiên Đạo Ngũ Duy mà, không phải ư? Diệp Huyên bỏ một viên đan dược chữa thương vào miệng, nàng ta cho ta. Lý Thanh, vậy nàng ta đâu? Diệp Huyên im lặng. Lý Thanh nhìn hắn chằm chằm, không thể nói sao. Diệp Huyên cười, Lý cô nương cho rằng ta đang lừa cô. Lý Thanh nhìn cơ thể hắn một lượt, thương thế của ngươi rất nặng, xung quanh còn có Phật Pháp chi lực, hiển nhiên ngươi vừa giao thủ cùng lão tăng kia. Nhưng ta không dám chắc về việc thư phòng đã rơi vào tay ông ta. Diệp Huyên, cô nương à, nếu ông ta không lấy được nó thì việc gì phải trốn chạy. Đừng nói rằng ông ta sợ các người, nhưng cũng có thể, bởi ông ta biết thư phòng có sức hấp dẫn lớn đến thế nào với các vị mà. Lý Thanh, Diệp công tử mất thư phòng nhưng cũng không có vẻ đau buồn mấy. Hắn chỉ cười, còn sống đã là có phúc rồi. Lý Thanh còn muốn nói nữa thì nhóm Khương Vũ trở lại, ai nấy đều xa sầm mặt. Khương Vũ, không thấy ông ta. Diệp Huyên hạ giọng, hẳn là đã về vùng cực lạc. Khương Vũ, Diệp công tử, Thiên Đạo Ngũ Duy đâu? Diệp Huyên thở dài, nàng ấy vừa đến Tu Di Thần Quốc một chuyến, sau khi giao thủ với cường giả nơi đó thì bị thương, hiện đang phải chữa. Các người nếu không tin thì có thể phái người đến Tu Di Thần Quốc hỏi. Khương Vũ nhìn Lý Thanh, nhận được một cái gật đầu. Đạo thôn biết việc Thiên Đạo Ngũ Duy đến Tu Di Thần Quốc, nhưng không biết mục đích của nàng ta là gì. Khương Vũ gằn giọng, phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên, Khương các chủ, ta có một đề nghị này. Khương Vũ, Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, không bằng chúng ta liên minh đi. Liên minh ư? Khương Vũ nheo mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Những cường giả độn nhất cảnh còn lại cũng bày ra sắc mặt kỳ lạ. Lý Thanh bỗng cười hỏi, công tử muốn liên minh cùng chúng ta? Diệp Huyên gật đầu, ta nghĩ, đạo kinh đã nằm trong tay vùng cực lạc,
thì vùng cực lạc chính là kẻ thù của chúng ta. Các vị thấy sao? Khương Vũ không cho ý kiến. Lý Thanh, nhưng nếu không phải thì sao? Diệp Huyên chừng nàng ta, vậy Lý cô nương cho rằng nó nằm trong tay ai? Lý Thanh mỉm cười, ta chỉ thấy việc này có chút kỳ quái, không có ý nghi ngờ công tử. Diệp Huyên, ta lại thấy cô đang nghi ngờ ta, đã vậy thì ta có giải thích nữa cũng vô dụng. Lý Thanh không đáp trả, đến lượt Khương Vũ hỏi, Lý cô nương, cảnh giới của tăng nhân vừa rồi là gì? Nàng ta im lặng một thoáng rồi đáp, ít nhất là độn nhất cực cảnh. Khương Vũ hỏi Diệp Huyên, Diệp công tử có thể chống lại cường giả cảnh giới này không? Diệp Huyên cười khổ, Khương các chủ đề cao ta quá rồi. Ta còn không đánh lại bất kỳ một vị tiền bối nào ở đây, nói chi đến độn nhất cực cảnh. Khương Vũ gật gù, ta không có ý chế giễu công tử, chỉ là nếu công tử đã không thể chống lại một cường giả độn nhất cực cảnh, vậy thì đạo kinh đã rơi vào tay vùng cực lạc. Lý Thanh im lặng. Vùng cực lạc có thể mở được thư phòng không? Khương Vũ hỏi, có thể thấy ông ta vẫn tin Diệp Huyên. Hay đúng hơn là ông ta không tin rằng hắn có thể đánh lại cường giả độn nhất cực cảnh. Nếu đối phương đã không lấy được thư phòng thì tại sao lại phải trốn ngay trước khi bọn họ đến? Câu trả lời duy nhất đó là ông ta đã lấy được thư phòng. Diệp Huyên, trong thời gian ngắn, hẳn là không có cách. Lý Thanh, vậy Diệp công tử cũng không mở được. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nó là vật do tiên tri để lại, dù nằm trong tay ta nhưng ta cũng không thể mở dù đã thử. Nhưng chư vị cũng biết quan hệ giữa ta và tiên tri, nên ta chỉ là tạm thời không mở được mà thôi, khi nào đạt đến độn nhất cực cảnh thì sẽ có thể. Lý Thanh có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười, thế thì cô phải hỏi tiên tri. Lý Thanh còn muốn hỏi thì Diệp Huyên đã chặn họng, xin hỏi Lý cô nương, cô thân với ta lắm sao? Lý Thanh, công tử có ý gì? Diệp Huyên cười, đã không thân không quen thì cô đừng có hỏi mãi được không? Nói thật, ta vẫn luôn trả lời cô là vì nể Khương các chủ, cô đừng tự rát vàng lên mặt được chứ? Lý Thanh nhắm mắt, gương mặt dần trở nên khó chịu. Diệp Huyên không nói không rằng, trực tiếp vung kiếm ra. Lý Thanh biến sắc, không ngờ hắn sẽ ra tay, bèn trả lại một đấm. Uỳnh! Lý Thanh lùi lại mấy trăm trượng chỉ trong chớp mắt. Thấy Diệp Huyên còn muốn ra tay, Khương Vũ vội vã can ngăn, Diệp công tử, Lý Thanh cô nương là người đại diện cho đạo thôn, hẳn là không có ác ý. Thật ra trong lòng ông lại vui như mở cờ khi thấy Diệp Huyên có mâu thuẫn với đạo thôn, bởi vì khi ấy tiên các sẽ là bên được lợi. Diệp Huyên không để ý đến Lý Thanh mà nói với Khương Vũ, Khương các chủ là người tốt, ta nể mặt ông. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn Lý Thanh, cô không tin ta thì tùy cô, ta cũng không cần đạo thôn phải tin tưởng. Còn hỏi nữa, ông đây giết. Lý Thanh quắc mắt chừng hắn nhưng không nói gì. Khương Vũ vội giảng hòa, Diệp công tử bớt nóng, chúng ta bây giờ phải đoàn kết lại. Hắn gật đầu, ta không dám xác định vùng cực lạc có thể mở thư phòng hay không, nhưng ta biết nếu họ có thể mở nó, lấy được đạo kinh, thì chúng ta không còn cơ hội nào khác. Khương Vũ gật đầu, đúng là vậy, công tử có kiến nghị gì không? Diệp Huyên, nếu họ không mở nó ra được thì sẽ tiếp tục đến tìm ta, khi ấy chính là cơ hội. Lý Thanh bỗng xen vào, nếu họ mở được thì sao? Diệp Huyên xòe tay, vậy thì đầu hàng thôi. Hai chữ đầu hàng khiến mọi người nhìn nhau. Cũng phải, nếu vùng cực lạc có thể mở ra thư phòng, lợi dụng đạo kinh trong đó đạt đến một cấp bậc mới thì đạo giới sẽ không còn cơ hội nào để tranh giành nữa. Diệp Huyên lại nói, theo ta được biết, Tu Di Thần Quốc đã có cường giả trên độn nhất, vậy thì vùng cực lạc hẳn cũng có, vì sao họ còn muốn đoạt thư phòng? Khương Vũ nói với Lý Thanh, Lý cô nương nói xem. Sau một hồi im lặng, nàng ta nói, thật ra độn nhất cảnh hiện nay cũng không phải độn nhất chân chính, cảnh giới của các vị đều có chút giả tạo. Độn nhất chân chính nghĩa là rời khảo đại đạo, không còn ở trong đạo nữa. Mà chúng ta hiện nay đều vẫn còn ở trong đại đạo. Ta tin rằng cường giả độn nhất cảnh của Tu Di Thần Quốc và vùng cực lạc cũng có phần giả, hoặc họ đã mở ra một lối đi khác, nhưng như vậy cũng không đúng lắm. Bỗng nhiên,
Diệp Huyên nghĩ đến hình ảnh Mộ Niệm Niệm tiêu diệt quốc chủ Tu Di Thần Quốc chỉ bằng một kiếm. Vì sao có thể như vậy? Có lẽ đây chính là lý do. Độn nhất và trên độn nhất cảnh của Mộ Niệm Niệm là hàng thật giá thật, mà quốc chủ Tu Di Thần Quốc kia lại có phần giả, bằng không thì đã không bị giết nhanh chóng đến thế. Bỗng hắn nghĩ đến bản thân mình. Cảnh giới trước kia của hắn cũng là giả tạo, nhờ có đạo kinh và Diệp Chi Mệnh chỉ điểm, hắn mới có thể đạt đến độn nhất chân chính. Mà lão tăng trước đó vì sao cũng không phải đối thủ của hắn? Vì cảnh giới của ông ta không phải độn nhất chân chính. Giờ phút này, Diệp Huyên tự tin hắn có thể dùng một chiêu diệt gọn bất kỳ ai ở đây. Nhưng nếu như họ bắt tay với nhau thì hắn cũng chỉ có nước trốn. Ngụy độn nhất không mạnh bằng độn nhất chân chính, nhưng cũng không phải là yếu ớt. Nếu những người này đều là cường giả độn nhất cảnh chân chính, thực lực của hắn chỉ có thể chống lại từ 1 đến 2 là cực hạn. Nhưng lấy cảnh giới thật sự của họ thì một mình hắn chấp 10 người đều không thành vấn đề. Lý Thanh lại nói, Diệp Lan Đình năm ấy là độn nhất cảnh chân chính, bấy nhiêu là đủ để chứng minh đạo kinh thật sự có thể giúp đạt đến độn nhất chân chính, hoặc trên cả độn nhất. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, một khi vùng cực lạc thật sự mở được thư phòng, chúng ta sẽ không còn tư cách tranh giành cùng họ. Diệp Huyên hạ giọng, phải làm sao bây giờ? Ta đang hoảng lắm. Nghe Diệp Huyên nói vậy, những người khác bỗng im lặng. Thật ra bọn họ ai cũng đều hoảng hốt cả. Nếu vùng cực lạc có thể mở được thư phòng, lấy được đạo kinh, đột phá độn nhất cảnh chân chính hoặc trên cả độn nhất, khi ấy có 10 đạo thôn hay tiên các cũng không phải đối thủ của họ. Độn nhất chân chính thật sự vô cùng đáng sợ. Bọn họ chưa chắc đã có thể mở được thư phòng. Khương Vũ bỗng mở miệng, sau đó nhìn sang Diệp Huyên với vẻ thấp thỏm, đúng không, Diệp công tử? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, nhưng khi ấy thì họ chắc chắn sẽ đến tìm ta. Khương Vũ thoáng thở phào, đoạn nghiêm giọng nói, Diệp công tử không thể giúp họ mở thư phòng. Diệp Huyên cười khổ, tất nhiên ta sẽ không làm vậy rồi. Nhưng ta đối với họ chỉ như trứng với đá, lỡ như họ bức bách. Khương Vũ hạ giọng, đã vậy thì chúng ta liên minh. Diệp Huyên nhìn sang, thấy ông ta chân thành nói, nếu vùng cực lạc tìm đến, đạo giới chúng ta sẽ ra tay giúp cậu. Thật ra ông ta cũng không muốn làm vậy, mà chỉ không muốn Diệp Huyên giúp đỡ vùng cực lạc mà thôi. Bởi vì một khi hắn chịu thỏa hiệp, đạo giới sẽ không còn bất cứ hy vọng nào cả. Diệp Huyên là chủ nhân của thư phòng, ai có được hắn đồng nghĩa với sở hữu chìa khóa. Cho dù hiện giờ thư phòng đã không nằm trong tay họ nữa, thì cũng tuyệt đối không thể để vùng cực lạc có được cả chìa khóa. Lý Thanh nghe Khương Vũ nói xong thì chỉ nhìn Diệp Huyên, không đưa ra ý kiến. Trong lòng nàng ta vẫn ôm nỗi hoài nghi, bởi vì chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nàng ta lại không có chứng cứ. Hơn nữa, theo lời Khương Vũ nói, Diệp Huyên quả thật không thể chống lại bất kỳ cường giả độn nhất cảnh nào. Quan trọng nhất là tăng nhân của vùng cực lạc đã trốn thoát. Nếu ông ta không lấy được đạo kinh thì hà cớ gì phải làm như vậy? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, ông ta đã lấy được đạo kinh. Diệp Huyên bỗng nói, Khương các chủ phải làm rõ điều này, kẻ địch hiện nay của chúng ta chính là vùng cực lạc. Khương Vũ gật đầu, ta biết. Tiểu Hữu có biết vì sao có rất ít người của Tu Di Thần Quốc đến đạo giới không? Diệp Huyên lắc đầu, cái này thì ta không biết thật. Lý Thanh bỗng nói, vì họ sẽ bị trấn áp. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, trấn áp ư? Lý Thanh gật đầu, vách ngăn vũ trụ của đạo giới mạnh hơn lục duy, hơn nữa quy luật đại đạo ẩn chứa bên trong cũng mạnh mẽ hơn. Người của Tu Di Thần Quốc, cho dù ở cảnh giới nào, đều sẽ bị trấn áp khi đến đây. Không thể đạt đến sức mạnh đỉnh cao của bản thân. Nhưng như vậy cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần họ chịu bỏ ra một cái giá là có thể không bị hạ cảnh giới. Diệp Huyên có phần khó hiểu, tại sao lại thế? Quy luật của vũ trụ. Lý Thanh nói. Trong vũ trụ mênh mông này có vô vàn quy luật, được gọi là quy luật tiên thiên. Chúng ra đời cùng với vũ trụ, dùng một phương pháp nào đó để bảo vệ nó. Tựa như nếu chúng ta hủy đi không gian này thay vì xóa sổ nó, thì nó sẽ tự động khôi phục lại như bình thường. Nàng ta thoáng dừng lại một chút, thế giới đạo giới không được vững chắc như Tu Di Thần Quốc.
Nếu có cường giả trên độn nhất đến đây, nó sẽ không thể chịu nổi sức mạnh của họ. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, vũ trụ này sẽ trấn áp họ, nhưng nếu họ quá mạnh thì nó cũng không làm được. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng nghĩ đến Mộ Niệm Niệm. Nàng ta là gì? Chẳng lẽ chính vì không phải người nên vũ trụ này mới không bài xích nàng ta? Rất có thể. Hơn nữa, linh của đạo giới rõ ràng cũng đứng cùng một phe với Mộ Niệm Niệm. Lý Thanh lại nói, việc cần kíp hiện nay là lan truyền tin vùng cực lạc đã lấy được đạo kinh đến chư thiên vạn giới, để các siêu thế lực đang ẩn náu đều biết được. Diệp Huyên và Khương Vũ nhìn sang, chỉ nghe nàng ta lại nói, từ đó tạo ra uy hiếp, để tất cả các thế lực và những người khác đều cho rằng vùng cực lạc đã trở nên rất nguy hiểm, sau đó liên hiệp với họ để cô lập và đối kháng vùng cực lạc. Diệp Huyên không khỏi quan sát Lý Thanh thêm một chút, cảm thấy nàng ta thật sự là quỷ quyệt. Lý Thanh, chúng ta phải làm như vậy, bằng không có thể sẽ bị vùng cực lạc cắn ngược lại, nói rằng thư phòng nằm trong tay chúng ta. Khi ấy chúng ta lại trở thành mục tiêu trong mắt những người khác. Nàng ta nhìn sang Khương Vũ, thấy ông ta gật đầu, mạc đạo, đi sắp xếp đi. Người được gọi tên khẽ thi lễ rồi rời đi. Lý Thanh lại nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, tình thế hiện nay của ngươi nguy ngập vô cùng. Nếu ta đoán không sai, vùng cực lạc sẽ nhanh chóng tìm đến. Diệp Huyên hạ giọng, ta nên làm gì đây? Lý Thanh, thiên đạo ngũ duy đang ở đâu? Diệp Huyên cười khổ, nàng ấy trọng thương, không thể ra tay. Thấy Lý Thanh im lặng, hắn tiếp tục nói, nàng ấy đã giao thủ cùng cường giả tu di thần quốc, nếu cô nương không tin có thể đi điều tra. Lý Thanh lắc đầu, bọn ta biết nàng ta đã từng đến tu di thần quốc. Ý của ta là nếu ngươi nói thật, nàng ta thật sự bị trọng thương, thì ngươi đang gặp nguy hiểm vô cùng. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại, vậy ta nên làm gì đây? Lý Thanh im lặng không nói. Diệp Huyên cười khổ, Lý Thanh cô nương, các vị hẳn phải biết rõ thực lực của vũ trụ ngũ duy đến đâu. Nếu chỉ có một cường giả độn nhất cảnh, chúng ta không việc gì phải sợ. Nhưng vùng cực lạc chắc chắn có không ít độn nhất cảnh, mà bọn họ rõ ràng đều đang nhằm vào ta. Ôi, lẽ ra ta nên giao nộp thư phòng ngay từ đầu. Thần vật bậc ấy, quả thật không phải thứ mà phế vật như ta nên sở hữu. Ta hối hận vô cùng. Khương Vũ vội vã khuyên can, Diệp công tử đừng nên tự trách. Ai cũng có tham niệm với thần vật như vậy, công tử có muốn giữ nó cũng bình thường thôi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, không sai, nhưng, ôi, thật sự không dám giấu giếm, hiện giờ ta chỉ muốn tập trung tu luyện, không muốn dính vào thị phi. Trước kia ta còn nghĩ, nếu vùng cực lạc tìm đến, ta sẽ giúp họ mở thư phòng, để họ lấy đạo kinh luôn. Khương Vũ vừa nghe đã biến sắc, Diệp công tử tuyệt đối không thể làm vậy. Cậu nghĩ mà xem, cậu giúp họ mở thư phòng ra rồi, họ sẽ tha cho cậu sao? Không, cậu là thiên tài ngút trời, tương lai sáng lạn. Nếu vùng cực lạc có được đạo kinh, cậu sẽ là người đầu tiên bị bọn họ thủ tiêu. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng biết điều ấy, nhưng sức mạnh của ta. Khương Vũ, công tử không cô đơn, chúng ta sẽ cùng cậu đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên. Thấy hắn không nói gì, Khương Vũ sinh ra chút nóng nảy, chỉ sợ hắn sẽ đầu hàng. Lý Thanh cũng chêm vào, Diệp công tử, chúng ta muốn liên minh cùng ngươi không phải lời nói đùa. Diệp Huyên cười khổ với nàng ta, Lý cô nương, Khương các chủ, ta cho rằng ba phe chúng ta, không ai có thể đơn độc sở hữu đạo kinh cả, các vị thấy sao? Hai người kia không nói gì. Diệp Huyên đanh giọng, nếu đã vậy thì sao chúng ta không liên minh cùng nhau? Ta đang nói đến một liên minh thật sự, không phải kiểu đâm sau lưng nhau. Chúng ta bắt tay hợp tác, đồng lòng đối ngoại, nếu đạt được đạo kinh thì cả ba cùng hưởng. Hai người kia chỉ lặng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên lại nói, hai vị đều là người thông minh, Diệp Huyên ta cũng không ngu xuẩn. Liên minh của các vị trông thì như đồng tâm hiệp lực. Nhưng bên trong mạnh ai lo việc người nấy, thứ cho ta nói thẳng, làm như vậy khó thành nghiệp lớn. Khương Vũ thấp giọng thở dài. Diệp Huyên nói đúng, ông ta và Lý Thanh đúng là không ai tin tưởng lẫn nhau. Diệp Huyên tiếp tục, hai vị, kẻ địch hiện nay của chúng ta là ai? Là vùng cực lạc,
là nơi ra đời của Phật Pháp. Nếu chúng ta không đoàn kết lại thì làm sao có thể đối đầu với họ? Chưa kể còn Tu Di Thần Quốc nữa. Các vị nghĩ liệu họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Không hề, nếu chúng ta có được thư phòng, họ sẽ liên thủ cùng vùng cực lạc, thậm chí còn cùng những thế lực ẩn nấp khác. Đã đến lúc này rồi, chúng ta không đoàn kết lại thì làm sao chống lại họ được? Lý Thanh hỏi, người muốn nói gì? Diệp Huyên đanh giọng, ba phe chúng ta liên minh lại, một liên minh chân chính. Hai vị hẳn đã điều tra về ta, biết nhân phẩm của ta thế nào, biết Diệp Huyên này chưa bao giờ bán đứng đồng minh ở hạ giới. Khương Vũ và Lý Thanh nhìn hắn. Phải, theo những gì họ điều tra được, Diệp Huyên đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Tựa như lần này vậy, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi vũ trụ ngũ duy nhưng lại không làm vậy, ngược lại còn cùng người ở đó chống lại ngũ duy kiếp. Làm kẻ địch của hắn sẽ vô cùng nhức đầu, nhưng nếu làm đồng minh thì sẽ an tâm vô cùng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không cần sợ hắn ra tay hãm hại. Diệp Huyên tiếp tục, hai vị, bất kỳ ai trong ba chúng ta đều không có tư cách tranh đoạt với Tu Di Thần Quốc và vùng cực lạc, chỉ khi liên thủ mới có thể. Lý Thanh bỗng hỏi, thế nào là liên minh chân chính? Hắn cười, đơn giản thôi, đó chính là tín nhiệm. Ba chúng ta đã liên thủ thì nên tin tưởng lẫn nhau, đừng nghi kỵ trong lòng, bởi khi ấy sẽ rất dễ bị đối thủ lợi dụng chia rẽ. Hắn nhìn hai người kia, ta tin hai vị có tin ta không? Lý Thanh không nói gì. Khương Vũ nhìn Diệp Huyên rồi nói, ta tin Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn sang, Lý Thanh thấp giọng hỏi, vì sao ngươi lại nhấn mạnh hai chữ tín nhiệm? Có nguyên nhân gì sao? Diệp Huyên cười. Khương các chủ xem, Lý cô nương lại bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Chúng ta còn chưa liên minh, nàng ta đã nghi ngờ ta đủ đường, cho rằng Diệp Huyên ta mang tà tâm trong lòng. Nếu chúng ta liên minh, chỉ cần người khác gây xích mích, nàng ta sẽ cầm dao đâm sau lưng ta. Ta sợ rồi, không liên minh nữa, ai nấy tự chơi đi, dù sao ta đây đánh không lại thì cứ đầu hàng thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khương Vũ biến sắc. Quay qua nói với Lý Thanh, Lý cô nương, đều là người với nhau, cô có thể bớt chút chân thành, thay vào đó là tin tưởng người khác hơn được không? Diệp công tử này tuy có chút xảo quyệt nhưng nhân phẩm đáng tin. Cô nhiều lần nghi kỵ cậu ta, cho rằng cậu ta lòng mang ý xấu, thật sự là quá đáng. Lý Thanh vẫn không nói gì. Khương Vũ, có phải cô thấy ta ra mặt thay cậu ta nên ta cũng có âm mưu không? Đã vậy thì liên minh giữa chúng ta cũng giải tán. Nói xong, ông ta lập tức đuổi theo Diệp Huyên, Diệp công tử dừng bước, đạo thôn không tin cậu, tiên các ta tin. Thật ra thì nếu so với đạo thôn, Khương Vũ càng muốn tin tưởng Diệp Huyên hơn. Kể từ khi quen biết cho đến nay, tuy là đối thủ nhưng một số hành động của hắn vẫn khiến cho ông ta có hảo cảm. Tựa như khi giáo hoàng tự bạo làm họ trọng thương ở vũ trụ ngũ duy. Nhưng Diệp Huyên không thừa lúc ra tay mà còn tặng thuốc chữa trị, nếu là đạo thôn thì sẽ không đời nào làm vậy. Hơn nữa, Diệp Huyên đối đãi với người phe mình lại càng không cần phải nói, trọng tình trọng nghĩa vô cùng. Nếu đổi lại là đạo thôn, liệu họ có chịu đồng sinh cộng tử cùng ngũ duy không? Tuyệt đối không. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Diệp Huyên có thể mở thư phòng, là mấu chốt để mở thư phòng. Khương Vũ nhanh chóng bắt kịp Diệp Huyên, một bên ngăn cản, một bên cười khổ, Diệp công tử à, Lý Thanh cô nương kia không có gì ác ý, cậu đừng để tâm. Diệp Huyên lắc đầu, Khương các chủ, Lý cô nương không chỉ đang đề phòng ta mà còn đề phòng cả tiên các nữa, đúng không? Khương Vũ gật đầu, thật không giấu giếm gì cậu, tiên các ta cũng dè chừng bọn họ. Diệp Huyên cười, Khương các chủ, Lý cô nương đã đề phòng chúng ta như vậy. Ta dám cá là chỉ cần có người ngoài gây xích mích, nàng ta sẽ lập tức nghi ngờ, thậm chí là tấn công chúng ta, ông thấy đúng không? Khương Vũ im lặng. Đúng lúc này, Lý Thanh đi đến, nói. Diệp công tử, ta cho rằng cẩn thận là trên hết, ngươi thấy đúng không? Hắn cười, quả không sai, nhưng ta thấy đã là đồng minh thì phải tin tưởng nhau hoàn toàn, cô đồng ý chứ? Bằng không hôm nay ta nghi cô nghi ta. Không cần đến vùng cực lạc, tự chúng ta đã đẩy nhau vào chỗ chết rồi. Khương Vũ gật đầu, Diệp công tử có lý, nếu đã liên minh thì phải chân thành với nhau, không
không thể anh lừa tôi gạt như trước kia nữa. Chúng ta phải đoàn kết lại, ít nhất cho đến khi lấy được đạo kinh. Diệp Huyên nhìn Lý Thanh, ta không thành vấn đề. Khương Vũ cùng nhìn sang, chỉ nghe Lý Thanh cười, ta cũng không thành vấn đề. Khương Vũ gật đầu, đã vậy thì quyết định thế đi. Ông ta còn không quên nhắc nhở, Lý Thanh cô nương, lần sau chớ có như vậy nữa. Lý Thanh đang định mở miệng thì Mạc Đạo đã xuất hiện trước mặt Khương Vũ, hạ giọng nói, người vùng cực lạc đã đến cổ tự. Khương Vũ quay sang Diệp Huyên, họ đến rồi. Hắn gật đầu, các vị cũng chuẩn bị một chút đi. Nói xong, hắn biến mất. Khương Vũ đang định rời đi thì Lý Thanh gọi lại, ông tin tưởng hắn vậy sao? Khương Vũ, vậy Lý cô nương có tin ta không? Lý Thanh chỉ nhìn ông ta, không nói gì. Khương Vũ cười, thấy chưa, cô không chỉ không tin hắn, mà cũng không tin ta, không phải sao? Nói xong, ông ta biến mất. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên trở lại vũ trụ ngũ duy. Việc quan trọng trước mắt là phải tranh thủ nhiều thời gian cho nơi này hơn, bởi nhóm A-La ở đây vẫn còn chưa đủ mạnh để đạt đến độn nhất cảnh. Thật ra hắn không quan tâm lắm đến đạo kinh bên trong thư phòng. Bởi có Diệp Chi Mệnh ở đây, chỉ cần cho nhóm A-La và Tiểu Thất một ít thời gian, đột phá đến độn nhất cảnh cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là lý do hắn phải vu oan giá họa cho vùng cực lạc. Nếu để người khác biết Diệp Huyên hắn có thể một mình giết chết cường giả độn nhất cực cảnh, thì hắn sẽ trở thành mục tiêu cho họ. Khi ấy, hắn và vũ trụ ngũ duy sẽ gặp bất lợi vô cùng. Không thể giết hết kẻ thù, nhưng có thể biến kẻ thù thành đồng minh. Khi hắn trở lại ngũ duy, tin tức vùng cực lạc giành được thư phòng đã truyền đi khắp chư thiên vạn giới, rằng vùng cực lạc khiến Diệp Huyên trọng thương nặng nề, cướp thư phòng đi từ tay hắn. Nói ngắn gọn lại, chư thiên vạn giới nhận được tin tức như sau. Thư phòng đã nằm trong tay vùng cực lạc. Cổ tự. Trong phòng, trụ trì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt ông ta là một tăng nhân, cũng chính là Đại Bồ Tát Yết Đế đến từ vùng cực lạc. Khác với Đại Bồ Tát A Khổ, vị này đã chứng đạo thành quả. Thế nhân đều biết thư phòng kia đã nằm trong tay vùng cực lạc, nhưng thế nhân không biết Đại Bồ Tát A Khổ đã bỏ mạng. Đại Bồ Tát Yết Đế khẽ nói, nhìn lên trụ trì có biết là người phương nào gây ra không? Trụ trì lắc đầu, không biết. Đại Bồ Tát Yết Đế khẽ mỉm cười, không biết, hay không nói. Trụ trì chắp tay lại, Đại Bồ Tát, người tu hành chúng ta, hà cớ gì phải chấp nhất với một quyển đạo kinh? Đại Bồ Tát Yết Đế lắc đầu, không phải cố chấp, mà vì đạo kinh sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện hữu. Bất kỳ một thế lực nào sở hữu nào đều sẽ làm nghiêng cán cân, vượt lên trên những thế lực khác. Phật gia ta không phải muốn tranh giành, mà là không thể không tranh, bằng không sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé. Ông ta nhìn trụ trì, Phật gia chú trọng nhân từ, nhưng nhân từ cũng phải dựa vào sức mạnh. Không có sức mạnh, khó tự giữ mình, nói chi đến nhân từ. Có sức mạnh, Phật gia có thể đại phát từ bi, phổ độ chúng sinh. Điều kiện tiên quyết, chính là đủ mạnh. Thấy trụ trì lặng im, ông ta lại nói. Ông có thể nhìn thấu chấp niệm trong lòng, lại buông bỏ nó, đây chính là may mắn. Nhưng trên chấp niệm vẫn còn chấp niệm, điều này ông có hay. Trụ trì chắp tay lại, Đại Bồ Tát Yết Đế, lời ngài nói ta đều hiểu, nhưng cổ tự không có thực lực tham gia tranh giành, chỉ muốn an tĩnh tu hành mà thôi. Đại Bồ Tát Yết Đế gật đầu, ta đến đây cũng không phải để yêu cầu cổ tự làm gì. Các vị tuy tu Phật Pháp nhưng lại truyền thừa một mạch, không bị vùng cực lạc ràng buộc, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trụ trì chắp tay, đa tạ. Đại Bồ Tát Yết Đế cười nói, ta nghe nói Diệp Huyên kia từng tu hành ở cổ tự, hơn nữa còn đạt đến linh minh kiến tính cảnh, có thật là thế. Trụ trì gật đầu, phải, Diệp công tử thiên phú dị bẩm, tâm tính tốt đẹp. Đại Bồ Tát Yết Đế, ngày ấy, Đại Bồ Tát A Khổ đuổi theo hắn đến đạo giới. Ở nơi đó, Diệp công tử trọng thương, Đại Bồ Tát A Khổ lại không còn tung tích, ông có cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc. Trụ trì, có hai khả năng. Thứ nhất, Đại Bồ Tát A Khổ đã lấy được đạo kinh, sau đó trốn đi. Đại Bồ Tát Yết Đế lắc đầu, ông ấy đã thật sự chết rồi.
Sau một hồi im lặng, trụ trì mới nói, vậy đó chính là khả năng thứ hai, Diệp công tử đã giết Đại Bồ Tát A Khổ, giá họa cho vùng cực lạc. Đại Bồ Tát Hiết Đế khẽ nói, nhưng thế nhân lại cho rằng điều này là bất khả thi, đúng không? Trụ trì gật đầu, Diệp công tử hiện nay có lẽ có thể chống lại một cường giả độn nhất cực cảnh, nhưng tuyệt đối không thể kết liễu người ấy. Trừ khi... Đại Bồ Tát Hiết Đế cười, trừ khi thực lực của hắn đã tăng lên. Trụ trì gật đầu, đúng vậy. Đại Bồ Tát Hiết Đế khẽ cười, xem ra vị Diệp công tử này không đơn giản chút nào. Trụ trì do dự, muốn nói lại thôi. Đại Bồ Tát Hiết Đế, trụ trì cứ nói đừng ngại. Trụ trì, Đại Bồ Tát Hiết Đế, Diệp Huyên này không hề đơn giản. Cậu ta đối đãi người khác chân thành, trọng tình trọng nghĩa, nếu có thể kết bạn thì chính là may mắn, nhưng nếu là địch, người này gian xảo như chuột, lòng mang ý xấu, chưa bao giờ hành sự theo lẽ thường, lại còn vô liêm sỉ. Ông ta nhìn Đại Bồ Tát Hiết Đế, cho dù Đại Bồ Tát A Khổ có phải do cậu ta giết hay không, thì vùng cực lạc cũng đã phải đối mặt với sự chú ý của chư thiên vạn giới. Đại Bồ Tát Hiết Đế không nói gì. Trụ trì, Đại Bồ Tát Hiết Đế, ta từng có quen biết cùng Diệp Huyên, nay cho ngài một lời khuyên. Nếu không thể kết thân cùng Diệp Huyên mà phải thành kẻ địch, thì phải dùng toàn lực kết liễu cậu ta, không được cho cậu ta bất kỳ cơ hội gì. Tuy nhiên, nếu giết cậu ta, vùng cực lạc sẽ phải đối mặt với thiên đạo ngũ duy, mộ cô nương, cùng người sau lưng cậu ta. Khi ấy, cho dù lấy được thư phòng, vùng cực lạc cũng sẽ thảm bại trước vô vàn ác nhân ác quả. Đại Bồ Tát Hiết Đế cười, ông nói có lý, nhưng vùng cực lạc sẽ không bỏ qua. Trụ trì do dự một hồi rồi nói, vì sao không kết bạn? Nếu vùng cực lạc ra tay tương trợ, ta tin Diệp Huyên sẽ bằng lòng cùng chia sẻ đạo kinh với các vị. Đại Bồ Tát Hiết Đế cười, hắn giết người của vùng cực lạc. Trụ trì, là vùng cực lạc muốn giết hắn trước. Đại Bồ Tát Hiết Đế nhìn ông ta, nhưng người của vùng cực lạc chết rồi, hắn vẫn còn sống tốt. Trụ trì không nói gì. Có thể thấy, trong mắt của vùng cực lạc, sẽ không có chuyện bọn họ nhận sai, nhất là trước một người thiếu niên. Thậm chí họ còn cảm thấy việc Diệp Huyên nên giao đạo kinh cho họ là hiển nhiên. Từ xưa, kẻ mạnh rất ít khi để kẻ yếu vào mắt. Trụ trì thở dài, vùng cực lạc có kế hoạch gì không? Đại Bồ Tát Hiết Đế khẽ mỉm cười, trước mắt, uy hiếp lớn nhất với vùng cực lạc không phải Diệp Huyên, cũng không phải đạo giới, mà là thiên đạo ngũ duy. Người này từng đi qua Tu Di Thần Quốc, chỉ dùng một kiếm đã khiến quốc chủ trọng thương, vì vậy mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Có người này ở đây, chúng ta mới không dám phái cường giả trên độn nhất cảnh đến, vì vậy. Trụ trì khẽ nheo mắt, các người muốn giết nàng ta. Đại Bồ Tát Hiết Đế chắp tay lại, không thể không trừ. Một khi mộ cô nương này chết rồi, cho dù là đạo giới, vũ trụ ngũ duy hay Diệp Huyên đều không đáng lo nữa. Trụ trì thấp giọng nói, sức mạnh của nàng ta. Đại Bồ Tát Hiết Đế cười, chúng ta đã chuẩn bị chu toàn. Trụ trì, nếu không thành công. Đại Bồ Tát Hiết Đế, vùng cực lạc và Tu Di Thần Quốc liên thủ, chết là cái kết đã định cho nàng ta. Trụ trì không khỏi biến sắc, hiển nhiên không ngờ vùng cực lạc lại quyết định bắt tay cùng Tu Di Thần Quốc. Chẳng trách sao Đại Bồ Tát Hiết Đế lại trông nhàn nhã như vậy. Nghĩ đến hai thế lực ấy liên thủ với nhau, trụ trì kinh hãi không thôi. Như nghĩ đến gì đó, ông ta nói, xem ra Tu Di Thần Quốc cũng không cho rằng thư phòng đã rơi vào tay vùng cực lạc. Đại Bồ Tát Hiết Đế khẽ nói, không phải không tin, mà chỉ có thể không tin. Vì họ muốn giết mộ cô nương. Ông ta lắc đầu cười, Tu Di Thần Quốc thành lập đã hơn 100.000 năm, đã khi nào bị sỉ nhục như vậy? Mộ cô nương cho rằng mình có thể trấn áp Tu Di Thần Quốc, nhưng nàng ta lại hoàn toàn đắc tội họ. So với thư phòng kia, Tu Di Thần Quốc càng muốn giết nàng ta rửa hận hơn. Trụ trì thấp giọng thở dài, chắp hai tay lại, ông ta không muốn quan tâm đến những chuyện này nữa. Đại Bồ Tát Hiết Đế bỗng quay đầu, nói, đã tìm được nàng ta. Đoạn ông ta lấy một quyển kinh Phật ra, để ta tụng một bài kinh vãng sinh cho nàng ta trước đi. Chấm chấm chấm. Ở khu vực nào đó trong vũ trụ ngũ duy, mộ niệm niệm đang ngồi nướng cá trước đống lửa. Bỗng,
Giọng Linh Nhi vang lên, sao ngươi thích ăn cá quá vậy? Sau này ta sẽ cho ngươi biết. Mộ Niệm Niệm cười, đoạn nhìn về cuối chân trời, lại đến nữa kìa. Linh Nhi khẽ nói, thương thế của ngươi. Mộ Niệm Niệm cong môi, Linh Nhi có biết ta mạnh đến đâu không? Linh Nhi, không biết. Mộ Niệm Niệm đứng dậy vươn vai, khi chưa gặp phải cô gái váy trắng kia, ta sẽ thường xuyên cảm thán vô địch cũng là một loại cô độc. Linh Nhi vô thức hỏi, vậy sau khi gặp thì sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, thấp giọng thở dài, trên đời này vẫn có người con gái mạnh hơn Mộ Niệm Niệm ta một chút, đúng là lẽ trời bất công, tức chết ta rồi. Linh Nhi, tác giả có lời muốn nói. Đề cử chuyện mới của một người bạn, Vua Vùng Cấm, thể loại thể thao, mọi người nếu thích có thể đọc thử. Đây cũng là một tác giả lâu năm, chất lượng và tốc độ có thể đảm bảo. Mộ Niệm Niệm vừa dứt lời, không gian trước mặt nàng ta chợt nứt ra, một tăng nhân và một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt nàng ta. Tăng nhân chính là Đại Bồ Tát Yết Đế kia, còn người đàn ông trung niên chính là quân thần Tống Chí của Tu Di Thần Quốc. Đại Bồ Tát Yết Đế nhìn Mộ Niệm Niệm, chắp hai tay, chào tôn thượng đại nhân. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, sau đó cầm cá nướng trước mặt lên từ từ ăn, trời đất bao la, ăn cá là quan trọng nhất. Đại Bồ Tát Yết Đế cười khẽ, tôn thượng đại nhân, chúng ta muốn mời cô đến một nơi. Mộ Niệm Niệm hỏi, ta không đi không được, đúng không? Đại Bồ Tát Yết Đế gật đầu, nếu tôn thượng đại nhân không muốn đi, chúng ta sẽ lập tức đến vũ trụ ngũ duy. Ta tin chắc chắn tôn thượng đại nhân không hy vọng chiến trường sẽ ở vũ trụ ngũ duy, đúng không? Mộ Niệm Niệm liếm cá nướng, sau đó cười nói, xem ra ta phải đi thật rồi. Đại Bồ Tát Yết Đế chắp tay, niệm Phật một tiếng, tôn thượng đại nhân, xin mời. Mộ Niệm Niệm giơ cá nướng trong tay lên, đợi ta ăn xong được chứ? Đại Bồ Tát Yết Đế nhìn Mộ Niệm Niệm, gật đầu, đương nhiên là được. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Người đó chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa xuất hiện, Đại Bồ Tát Yết Đế và Tống Chí đều nhìn về phía hắn. Đại Bồ Tát Yết Đế cười khẽ, Diệp công tử đúng là giỏi tính toán, bây giờ đạo giới và vũ trụ lục duy đều cho rằng thư phòng kia ở trong tay vùng cực lạc chúng ta. Diệp Huyên quan sát Đại Bồ Tát Yết Đế, cười nói, vị đại sư này, chẳng lẽ nó không nằm trong tay các ông sao? Đại Bồ Tát Yết Đế nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, có ở trong tay chúng ta không, chẳng lẽ cậu không biết? Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy nó ở trong tay các ông. Đại Bồ Tát Yết Đế cảm thán, Diệp công tử, cậu làm thế rõ ràng là không biết xấu hổ. Lão nạp không phải đối thủ của cậu. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hắn nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm quan sát hắn, cười nói, gần đây phát triển tốt nhỉ. Rõ ràng nàng ta đã nhìn thấu thực lực chân chính của Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô sẽ đi, đúng không? Mộ Niệm Niệm cười hỏi ngược lại, sao lại không đi? Diệp Huyên im lặng. Hắn vẫn rất tự tin với thực lực của Mộ Niệm Niệm, nhưng Mộ Niệm Niệm từng ra tay ở Tu Di Thần Quốc, chắc chắn Tu Di Thần Quốc sẽ không xem thường nàng ta. Lần này đối phương mời Mộ Niệm Niệm đi, chắc chắn là đã chuẩn bị cẩn thận rồi. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Đại Bồ Tát Yết Đế, cười nói, thật ra các ngươi nên đợi đến lúc có ngũ duy kiếp rồi hẳn đến, khi đó sẽ có lợi cho các ngươi hơn. Nhưng ta đoán có lẽ các ngươi không đợi được nữa rồi. Đúng không? Đại Bồ Tát Yết Đế cười khẽ, Mộ cô nương, chỉ cần cô giao thư phòng ra, hơn nữa không nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyên, chúng ta chắc chắn sẽ không đối đầu với Mộ cô nương. Dù là vùng cực lạc cũng vô cùng kiêng dè Mộ Niệm Niệm này. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn giao thủ với nàng ta. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, ngươi thấy sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, Niệm tỷ, bảo vệ ta. Đại Bồ Tát Yết Đế. Ha ha. Mộ Niệm Niệm chợt bật cười rất to, nàng ta rất ít khi cười như thế. Cười một lát, Mộ Niệm Niệm chỉ vào Diệp Huyên, ngươi đúng là một tiểu tử thú vị. Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng Niệm tỷ, vậy để ta bảo vệ ngươi. Nói xong. Nàng ta ném xương cá trong tay sang một bên,
sau đó nhìn về phía hai người Đại Bồ Tát Hiết Đế, dẫn đường đi. Đại Bồ Tát Hiết Đế nhìn Mộ Niệm Niệm, mời Mộ cô nương. Nói xong, ông ta và Tống Chí xoay người rời đi. Mộ Niệm Niệm đi theo, đương nhiên Diệp Huyên cũng thế. Trên đường đi, Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ, tỷ không lo lắng chút nào sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, lo lắng cái gì? Sợ chết à? Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm cười to, ta lợi hại lắm đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ, sao lại giúp đỡ ta như thế? Mộ Niệm Niệm cười, vì ta có âm mưu với ngươi. Diệp Huyên cười khổ, lần đầu khi gặp hắn, Mộ Niệm Niệm cũng từng nói câu như thế. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, ngươi cho rằng ta đang đùa ngươi sao? Diệp Huyên lắc đầu, tỷ cứ có âm mưu đi, dù sao ta cũng chẳng có gì để mất cả. Mộ Niệm Niệm cười nói, ngươi biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Diệp Huyên hỏi, là gì? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, làm việc theo cảm tính. Diệp Huyên không đáp. Mộ Niệm Niệm vỗ nhẹ lên vai hắn, không sao, con người luôn cần phải trưởng thành mà, cứ từ từ thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, tỷ sẽ không sao, đúng không? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ngươi cảm thấy ta có thể có chuyện gì sao? Diệp Huyên gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, yên tâm, chỉ cần ta không muốn chết thì rất khó giết được ta. Diệp Huyên nhìn hai người Đại Bồ Tát Hiết Đế ở cách đó không xa, lúc này, trong mắt hắn tràn đầy sát khí. Vào khoảnh khắc này, hắn rất muốn giết người. Cuộc đời của Diệp Huyên hắn trải qua rất nhiều lần sinh ly tử biệt, hắn không muốn phải tiếp tục trải qua nữa. Cũng không ai có thể đụng vào người hắn quan tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyên nổi lên sát khí, nhưng lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên đặt nhẹ tay phải lên bả vai hắn, trong nháy mắt, sát khí trong lòng Diệp Huyên lập tức bị trấn áp. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười nói, biết người thế nào là đáng sợ nhất không? Diệp Huyên lắc đầu. Mộ Niệm Niệm nhếch môi, người biết nhường nhịn. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm lại nói, thật ra cũng không thể nói là nhường nhịn. Ta cảm thấy làm người nhất định phải hiểu rõ bản thân, biết mình có bao nhiêu bản lĩnh. Thực lực thế nào thì làm chuyện thế đó. Ví dụ như một người, dã tâm và hành động của hắn vượt qua phạm vi năng lực của mình, vậy người này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi cảm thấy mình rất mạnh, ít nhất là có thể dễ dàng chém chết hai người trước mặt, đúng không? Diệp Huyên nhìn hai người kia, gật đầu. Hắn thật sự có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Điều đáng nói là hắn và Mộ Niệm Niệm nói chuyện cũng không dùng huyền khí truyền âm, nhưng hai người đối diện lại không hề hiểu bọn họ đang nói gì, đương nhiên là do Mộ Niệm Niệm làm gì đó. Mộ Niệm Niệm cười nói, tự cao. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, tự cao. Mộ Niệm Niệm gật đầu, bây giờ ngươi đang rất tự cao. Hai người họ thật sự không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ sau lưng bọn họ là thế lực gì không? Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu ngươi tùy tiện chém chết bọn họ thì cũng đồng nghĩa với việc ngươi đã mở đạo kinh, khi đó, kẻ thù của ngươi sẽ không chỉ có hai người họ. Nếu ngươi chỉ có một mình đương nhiên là muốn làm gì cũng được, một khi có ý muốn giết người thì sẽ giết ngay. Nhưng ngươi không phải chỉ có một mình, sau lưng ngươi còn có vô số người đi theo, mỗi hành động của ngươi đều sẽ quyết định số phận của bọn họ. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là ràng buộc ư. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy đó là ràng buộc à? Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy đây là trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm cũng là ràng buộc. Mộ Niệm Niệm cười nói, là một người đàn ông thì nên có trách nhiệm. Người ở phía sau ngươi không phải ràng buộc của ngươi, chẳng những thế, họ còn là căn nguyên lực lượng kiếm đạo. Có lòng bảo vệ, nhất kiếm nhất niệm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Kiếm niệm. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Mộ Niệm Niệm đang muốn nói tiếp thì lúc này, Tống Chí đột nhiên cười nói, hai vị đang thương lượng nên ứng phó chuyện tiếp theo thế nào ư? Nếu là thế. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên vung tay phải. Ầm. Tống Chí kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Thần hồn bị tiêu diệt. Diệp Huyên sửng sốt.
Đại Bồ Tát Yết Đế cũng sửng sốt. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, tỉ muội chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng vào cái gì, hầy. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Đại Bồ Tát Yết Đế, ông ta chắp tay, giọng nói hơi run rẩy, hai vị từ từ nói, lão nạp không quấy rầy. Mộ Niệm Niệm chớp mắt nhìn Diệp Huyên, cười tươi một tiếng, nắm đấm vẫn có hiệu quả hơn. Diệp Huyên. Một lát sau, Đại Bồ Tát Yết Đế dẫn Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyên tới trước một hố đen không gian, ông ta nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ cô nương, mời. Mộ Niệm Niệm gật đầu, sau đó nàng ta đi vào trong hố đen không gian kia. Diệp Huyên cũng vội vàng đuổi theo, lúc này, Đại Bồ Tát Yết Đế kia đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu chắc chắn muốn đi chứ? Diệp Huyên gật đầu. Đại Bồ Tát Yết Đế nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười, để hắn đi theo đi. Nghe vậy, Đại Bồ Tát Yết Đế gật đầu, Diệp Huyên đi vào là chuyện tốt với bọn họ, vừa khéo có thể giải quyết một lượt luôn. Sau khi Mộ Niệm Niệm dẫn Diệp Huyên vào hố đen không gian kia, hai người tiến vào trong đường hầm không gian. Đường hầm không gian của nơi này khác với cái Diệp Huyên từng gặp lúc trước, nơi này có một màu đen kịt, xung quanh có hơi thở u ám không ngừng tản ra. Diệp Huyên cau mày, Niệm tỷ, có gì đó sai sai. Mộ Niệm Niệm cười nói, có lẽ bọn họ muốn chúng ta đến một chiến trường. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, chiến trường. Mộ Niệm Niệm gật đầu, một chiến trường cổ xưa, chiến trường kia được gọi là thần chiến trường, nghe nói là nơi cổ thần từng đại chiến. Diệp Huyên nhíu mày, cổ thần. Mộ Niệm Niệm cười nói, vũ trụ mênh mông, luôn có vài người tự xưng là thần, đương nhiên cũng có những người thật sự đủ mạnh, có điều đa phần là tự đề cao mình thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ cảm thấy cô gái váy trắng có tư cách xưng thần không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu. Diệp Huyên sửng sốt, không đủ tư cách. Mộ Niệm Niệm liếc Diệp Huyên, thần cũng không mạnh bằng nàng ta. Diệp Huyên. Lúc này, hai người chợt tăng tốc. Diệp Huyên lại hỏi, Niệm tỷ, tỷ lợi hại như vậy, tương lai sau này, tỷ có thể đánh thắng cô gái váy trắng không? Mộ Niệm Niệm im lặng. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, đợi nàng ta trả lời. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, bây giờ ta đã có thể đánh thắng được nàng ta rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười nói, bây giờ ta giết ngươi thì chắc chắn nàng ta sẽ chết. Vì ngươi là chấp niệm trong lòng nàng ta, chỉ cần không còn chấp niệm, nàng ta cũng sẽ chết. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, cố sống cho tốt, rất nhiều lúc, chúng ta không chỉ đang sống vì mình. Mà còn là vì người bên cạnh chúng ta. Nàng ta làm rất nhiều chuyện vì ngươi, nhưng lại chẳng nói gì. Thời điểm thế này, ngươi nên sống tốt hơn, như vậy mới có thể xứng với những gì nàng ta bỏ ra. Nói xong, Mộ Niệm Niệm nhìn về phía cuối chân trời, ngươi suy nghĩ đi, nàng ta có tính tình như thế mà lại vì ngươi nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm mới đi tìm người ta tính sổ, ngươi là Phật trong lòng nàng ta, cũng là ma trong lòng nàng ta. Diệp Huyên định đáp lời thì Mộ Niệm Niệm chợt lên tiếng, chúng ta đến rồi. Vừa dứt lời, không gian trước mặt bọn họ chợt thay đổi. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, có lòng tin không? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía xa, hơi nhếch môi, cười tựa như một ác ma, ta tuyên bố, hôm nay Mộ Niệm Niệm ta muốn đại khai sát giới. Thần chiến trường. Thần chiến trường là một cánh đồng hoang vu. Bầu trời u tối mang theo hơi thở áp bức nặng nề. Diệp Huyên nhìn một vòng cũng không nhìn thấy cao thủ của vùng cực lạc và tu di thần quốc. Hắn xoay người, Đại Bồ Tát Yết Đế kia cũng đã biến mất. Diệp Huyên xa sầm mặt. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên chỉ về phía xa, ngươi nhìn nơi đó đi. Diệp Huyên nhìn theo ngón tay của Mộ Niệm Niệm, các chỗ bọn họ trăm trượng có một tấm bia đá dài khoảng 10 trượng. Mộ Niệm Niệm cười nói, đi, đi qua xem thử. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đi tới trước tấm bia đá kia, bia đá cao khoảng 10 trượng, rộng mấy trượng, là một tấm bia đá không có chữ. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ biết đây là gì không? Mộ Niệm Niệm cười im lặng. A-di-đà Phật. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng hai người.
Diệp Huyên thầm thấy rét lạnh, vì hắn không cảm nhận được người ở sau lưng đến từ lúc nào. Còn Mộ Niệm Niệm thì rất bình tĩnh, tựa như đã phát hiện ra từ trước rồi. Diệp Huyên xoay người, nhìn thấy một tăng nhân đang đứng trước mặt mình, tăng nhân chắp hai tay, mặc cà sa màu vàng, tay cầm gậy tích trượng, quanh người có Phật quang lượn lờ. Sau lưng người đó còn có một tăng nhân nữa, chính là Đại Bồ Tát Yết Đế vừa biến mất khi nãy. Đại Bồ Tát Yết Đế chắp tay, Mộ cô nương, Diệp công tử, đây là Bồ Tát Văn Thiên của vùng cực lạc chúng ta. Mộ Niệm Niệm cười đáp, Bồ Tát đứng đầu, Văn Thiên. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, lợi hại lắm sao? Mộ Niệm Niệm cười khẽ, vùng cực lạc có 72 vị Bồ Tát, hắn là Bồ Tát đứng đầu, thực lực không thua kém gì một vài Phật tổ. Diệp Huyên nhìn Bồ Tát Văn Thiên kia, ông ta nhẹ giọng nói, Mộ cô nương, vùng cực lạc chúng ta cũng không muốn đối đầu với cô. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, điều kiện tiên quyết là ta đưa thư phòng ra, sau đó không nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyên, đúng không? Bồ Tát Văn Thiên gật đầu, phải. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười khẽ, Đại Hòa Thượng, có lời này ta biết ngươi sẽ không nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Bồ Tát Văn Thiên chắp tay, mời Mộ cô nương nói. Mộ Niệm Niệm cười, ta ngăn cản các ngươi giết hắn thật ra là vì tốt cho các ngươi, nếu các ngươi thật sự giết chết hắn thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Diệp Huyên. Vẻ mặt Bồ Tát Văn Thiên không chút cảm xúc, chắc cô nương muốn nói tới cô gái váy trắng kia. Mộ Niệm Niệm giơ ngón cái lên, Đại Hòa Thượng đúng là thông minh. Bồ Tát Văn Thiên nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thực lực của cô gái váy trắng kia so với Mộ cô nương thì thế nào? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, nghiêm túc đáp, dưới tình huống đặc biệt nghiêm túc, có lẽ nàng ta có thể giết ta bằng một kiếm, còn nếu không nghiêm túc, có lẽ ta có thể đỡ được hai kiếm. Diệp Huyên. Bồ Tát Văn Thiên nhìn Mộ Niệm Niệm, cô nương nói đùa rồi. Rõ ràng là ông ta không tin. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, đúng vậy, ta đùa thôi. Ta và nàng bất phân thắng bại. Bất phân thắng bại. Bồ Tát Văn Thiên nhẹ giọng nói, bất phân thắng bại, có lẽ vẫn chưa tới mức đó, nàng vẫn mạnh hơn Mộ cô nương một phần. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, không nói gì. Bồ Tát Văn Thiên chắp hai tay, Mộ cô nương, vùng cực lạc của ta cũng không yếu. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta biết các ngươi không yếu. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, không biết vì sao, mỗi lần ta nói thật đều không có ai tin, còn ta nói láo, người ta lại tin răm rắp, ngươi nói xem có kỳ lạ không? Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông tay cầm trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người đàn ông mặc đồ trắng, người trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, hắn ta buộc tóc đuôi ngựa, trên trán còn để hai mái rẽ, quấn băng màu trắng. Kiếm tu. Lúc người đàn ông này xuất hiện, không gian xung quanh đột nhiên rung lên. Mộ Niệm Niệm cười nói, tông chủ của kiếm tông ở Tu Di Thần Quốc Liễu Quân Bạch. Liễu Quân Bạch. Kiếm tiên áo trắng Liễu Quân Bạch, kiếm tu yêu nghiệt đứng đầu Tu Di Thần Quốc từ trước đến giờ. 22 tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm tự tại, được xưng là kiếm tu đứng đầu tu di giới. Hắn ta nhìn Mộ Niệm Niệm một cái, gật nhẹ đầu. Ở trước mặt Mộ Niệm Niệm, dù là kiếm tu mạnh nhất tu di giới cũng không dám không tôn trọng. Vì lúc này khi đối mặt với Mộ Niệm Niệm, hắn ta vẫn thấy Mộ Niệm Niệm tựa như một tinh không rộng lớn, sâu không lường được. Mộ Niệm Niệm nhìn hai người các ngươi sao? Bồ Tát Văn Thiên nhìn Mộ Niệm Niệm, không đủ ư? Mộ Niệm Niệm cười hỏi ngược lại, đủ à? Bồ Tát Văn Thiên chắp tay, xem ra là không đủ. Dứt lời, sau lưng ông ta chợt xuất hiện 18 tăng nhân, 18 tăng nhân này cầm trường côn màu đen trong tay, hơi thở hòa làm một, tựa như chỉ có một người đang đứng ở đó. Mộ Niệm Niệm cười nói, 18 La Hán, thú vị đấy. Dứt lời. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Liễu Quân Bạch, ngươi thì sao? Liễu Quân Bạch mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bay vào tay hắn ta, có kiếm là đủ rồi. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn Diệp Huyên, đừng ra tay, để ta lo, hiểu chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn bèn muốn lùi sang một bên. Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười ngăn cản, không cần, ở bên cạnh ta đi.
Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, gật đầu, được. Mộ Niệm Niệm nhìn Bồ Tát Văn Thiên, cười nói, các ngươi ai ra tay trước? Bồ Tát Văn Thiên đang định đáp lời, thì lúc này, Liễu Quân Bạch đã lên tiếng trước, xin các hạ chỉ bảo. Dứt lời, hắn ta mở lòng bàn tay, kiếm trong tay nhảy lên như tia chớp, sau đó chém thẳng xuống. Nhất kiếm kinh lôi. Đây là một chiêu phi kiếm rất đơn giản, nhưng kiếm thế mạnh mẽ ẩn chứa bên trong lại tựa như nước lũ cuộn trào, khiến đất trời rung động. Kiếm thế. Cả thiên địa cũng không chịu đựng được uy thế của một kiếm này. Thật là một kiếm tu mạnh. Diệp Huyên nhìn chiêu kiếm ở chân trời, nét mặt dần trở nên nặng nề. Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh Diệp Huyên cười khẽ, có thể tu luyện kiếm thế đến mức độ này đúng là không dễ dàng. Nàng ta chợt chắp tay kẹp lên trên, giữ lấy thanh phi kiếm kia. Mà kiếm thế mạnh mẽ bên trong phi kiếm cũng bị lực lượng giữa hai ngón tay của nàng ta làm biến mất. Liễu Quân Bạch ở chân trời đứng yên một lúc, sau đó chợt giang hai tay ra, mượn kiếm. Dứt lời, không gian sau lưng hắn ta chợt rung lên, một khắc sau, vô số phi kiếm bay lên từ không gian đó, có ít nhất mấy chục nghìn thanh phi kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều hàm chứa kiếm ý và kiếm thế mạnh mẽ. Khi mấy chục nghìn thanh phi kiếm này xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Nét mặt của Diệp Huyên cũng trở nên nặng nề. Những thanh phi kiếm này chẳng những nhiều mà còn mạnh. Hơn nữa, mỗi thanh phi kiếm đều hàm chứa kiếm thế và kiếm ý mạnh mẽ, có thể điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, còn để phi kiếm và kiếm thế kiếm ý hòa làm một, thật sự là chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng có một điểm thiếu sót, đó là làm như thế dù có số lượng, nhưng chất lượng lại không được đảm bảo. Lúc này, Liễu Quân Bạch đột nhiên chắp tay chỉ về phía Mộ Niệm Niệm, hợp. Mấy chục nghìn thanh phi kiếm sau lưng Liễu Quân Bạch đột nhiên hợp nhất, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức nứt ra, hơn nữa còn lan tràn ra xung quanh với tốc độ vô cùng đáng sợ. Thiên địa hoàn toàn không thể đỡ được chiêu kiếm này. Liễu Quân Bạch cầm lấy thanh kiếm bằng tay phải, một khắc sau, hắn ta nhảy xuống từ trên chân trời. Trong lúc đâm về phía trước, thân thể hắn ta dần trở nên hư ảo. Người kiếm hợp nhất. Lúc này, Liễu Quân Bạch chính là kiếm, kiếm chính là Liễu Quân Bạch. Diệp Huyên nhìn Liễu Quân Bạch đang lao xuống, hắn thầm nghĩ, mình có thể đỡ được một kiếm này không? Không thể. Thân thể không thể đỡ được. Nhưng nếu hắn sử dụng toàn bộ sức lực thì có lẽ sẽ đỡ được, nhưng cũng chỉ có thể đỡ mà thôi. Đây là chiêu kiếm sử dụng hết toàn lực của một kiếm tu tuyệt thế. Vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm nhìn chiêu kiếm đó với nét mặt bình tĩnh, sau đó nàng ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cho ngươi xem thử cái gì là kiếm thế thật sự. Dứt lời, trên đầu nàng ta chợt xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Khi thanh kiếm hư ảo này xuất hiện, một người một kiếm của Liễu Quân Bạch đều bị ép phải dừng lại ở chân trời. Diệp Huyên và đám người Bồ Tát Văn Thiên đều sửng sốt. Vì bọn họ không cảm nhận được kiếm thế của Mộ Niệm Niệm. Liễu Quân Bạch nhíu chặt mày, nét mặt vô cùng nặng nề. Hắn ta không thể chém xuống được. Vì kiếm của hắn ta đã bị kiếm thế của Mộ Niệm Niệm ngăn cản rồi. Mộ Niệm Niệm ở bên dưới cười nói, kiếm thế của ngươi vẫn quá chú trọng về hình, vẫn còn ở trong thiên địa. Tuy thiên địa không thể chịu được kiếm của ngươi, nhưng kiếm của ngươi vẫn bị nó vây khốn. Còn kiếm của ta đã không còn ở trong thiên địa này từ lâu rồi. Nói xong, nàng ta hơi nhếch môi, kiếm của ta, ngự trị trên chư thiên. Dứt lời, thanh kiếm trên đầu nàng ta chợt bay ra. Liễu Quân Bạch ở chân trời thay đổi sắc mặt, hắn ta cầm kiếm bằng hai tay chém về phía trước. Sử dụng hết sức lực của mình vào chiêu kiếm này. Kiếm thế ngút trời càn quét thiên địa. Nhưng khi chiêu kiếm của Mộ Niệm Niệm bay đến, kiếm thế mạnh mẽ đó thoáng chốc tan biến, thanh kiếm xuyên thẳng qua giữa chân mày của hắn ta. Một kiếm. Giết chết một kiếm tiên. Bồ Tát Văn Thiên ở phía xa chắp hai tay, nhẹ giọng nói, áp đảo về cảnh giới. Đây không chỉ là áp đảo cảnh giới kiếm đạo, mà còn áp đảo cả về cảnh giới của bản thân. Cảnh giới của Liễu Quân Bạch đã là độn nhất thượng cảnh.
nhưng rất rõ ràng cảnh giới độn nhất thượng cảnh của hắn ta cũng không phải độn nhất thượng cảnh chân chính. Còn cảnh giới của Mộ Niệm Niệm thì hoàn toàn ngược lại. Giống như chiêu kiếm khi nãy, nó đã không còn trong phạm vi của đại đạo rồi. Còn kiếm của Liễu Quân Bạch thì vẫn còn ở trong đại đạo. Đây là sự khác biệt về bản chất. Thân thể của Liễu Quân Bạch ở chân trời dần trở nên hư ảo, hắn ta nhẹ giọng nói, đây chính là độn nhất chân chính sao? Mộ Niệm Niệm ở bên dưới cười hỏi, ngươi cảm thấy rất khó khăn à? Liễu Quân Bạch hỏi ngược lại, không khó ư? Mộ Niệm Niệm cười to, ta muốn hỏi một điều, hôm nay ngươi đến đây là vì cái gì? Liễu Quân Bạch nhẹ giọng nói, đạo kinh. Mộ Niệm Niệm nhìn Liễu Quân Bạch, khi một kiếm tu gửi gắm hy vọng vào ngoại vật, thì hắn cũng coi như tiêu đời luôn rồi. Liễu Quân Bạch nhẹ giọng nói, độn nhất chân chính thật sự rất khó. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta cảm thấy rất đơn giản. Liễu Quân Bạch ngây người, sau đó hỏi, vì sao cô cảm thấy đơn giản? Mộ Niệm Niệm hơi nhếch môi, vì ta đọc sách, vì ta học tập, ta biết cái gì là thiên đạo, cái gì là đại đạo, ngay cả đại đạo là gì mà ngươi còn không biết thì làm sao thoát ra được. Liễu Quân Bạch yên lặng một lúc lâu rồi nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có thường đọc sách, thường học tập không? Rõ ràng hắn ta đã cảm nhận được cảnh giới thật của Diệp Huyên. Diệp Huyên do dự một lát rồi lắc đầu. Liễu Quân Bạch nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm hờ hững hỏi, hắn có chỗ dựa, ngươi có không? Liễu Quân Bạch ngây người, sau đó lắc đầu, hoàn toàn tan biến. Thấy Liễu Quân Bạch đã chết, Mộ Niệm Niệm lắc đầu, đi so sánh với một kẻ có chỗ dựa, nghĩ gì vậy? Diệp Huyên ở bên cạnh hơi do dự, sau đó nói, Niệm tỷ, ta đạt đến độn nhất không dựa vào ai cả. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, có phải Diệp Chi Mệnh kia giúp ngươi không? Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng không phải chỗ dựa của ta. Mộ Niệm Niệm lại nói, vì sao nàng đi theo ngươi, còn giúp ngươi? Diệp Huyên sửng sốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mộ Niệm Niệm nói, vì nàng muốn mượn sức mạnh của người đứng sau ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cô gái váy trắng. Mộ Niệm Niệm liếc Diệp Huyên, nếu không người nghĩ thế nào? Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm nói tiếp, ta có xem như chỗ dựa của ngươi không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, có thể xem là thế. Mộ Niệm Niệm cười, vậy ta nói oan cho ngươi sao? Diệp Huyên đắn đo một lát rồi lắc đầu, không có. Niệm tỷ, tỷ đạt đến độn nhất chân chính thật sự là vì đọc sách và học tập à? Mộ Niệm Niệm lại cười, ngươi đoán đi. Diệp Huyên im lặng. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, độn nhất, là chỉ trốn khỏi đại đạo, trở thành một thứ ở ngoài đại đạo. Nhưng rất nhiều người ngay cả đạo cũng không rõ. Nếu không rõ đạo thì làm sao có thể trốn thoát đây? Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng ta... Mộ Niệm Niệm ngắt lời hắn, ngươi thật sự thoát khỏi đại đạo rồi sao? Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm cười nói một cách nghiêm túc là người cũng không xem như thật sự thoát khỏi đại đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao có thể? Mộ Niệm Niệm cười nói, thật ra độn nhất có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất chính là độn nhất giả mà người đời nói, ta cũng không muốn nói nhiều về loại này. Loại thứ hai chính là kiểu như ngươi, ngươi thật sự xem như đã thoát khỏi đại đạo rồi, nhưng ngươi chỉ trốn khỏi đại đạo thôi. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Mộ Niệm Niệm giải thích, loại thứ ba chính là chứng đạo. Thoát khỏi đại đạo chỉ có thể nói là thoát khỏi phạm vi của đại đạo, còn chứng đạo là sau khi thấu hiểu đại đạo thì dung hợp bản thân với nó. Thật ra độn nhất vẫn còn ở bên trong đạo, nhưng rất ít người có thể chứng đạo, để mình dung hợp lại với nó. Nói xong, nàng ta nhìn vị trí Liễu Quân Bạch vừa chết, cười nói, biết vì sao kiếm thế của hắn không hề có tác dụng với ta không? Vì ta đã chứng đạo. Đã hòa thành một thể với thiên địa vạn vật này rồi, khí thế của một người sao có thể dung chuyển khí thế của thiên địa được? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy phá đạo thì sao? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ngay cả phá đạo cũng biết, xem ra người phụ nữ kia cho ngươi biết rất nhiều chuyện. Diệp Huyên gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, phá đạo chính là tự mình vượt qua đạo, ngự trị trên đạo, thật sự không còn ở trong quy tắc nữa.
Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy trên đồn nhất mà bọn họ nói là gì? Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười khẽ, thật ra trên đồn nhất mà bọn họ nói chính là chứng đạo. Nhưng đa số mọi người đều không biết cái gì là đồn nhất chân chính và chứng đạo. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, vì đạo kinh năm đó không hề đầy đủ, dù là tu di thần quốc hay những nơi khác đều không lấy được đạo kinh hoàn chỉnh, cho nên rất ít ai đạt tới đồn nhất chân chính và chứng đạo. Diệp Huyên lại hỏi, vậy có nghĩa đạo kinh là nguồn gốc của võ đạo đúng không? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, thế gian chưa thành hai kiểu người tu hành, một là người tu hành trong đạo kinh, hai là ngoài đạo kinh. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô gái váy trắng. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nàng là ở ngoài đạo kinh, cho nên nàng không có cảnh giới, sức mạnh của nàng không bị quy tắc của đạo kinh ràng buộc, vì nàng không có cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rồi. Chẳng trách trước đây hỏi cô gái váy trắng đạt đến cảnh giới nào, nàng cũng không trả lời. Người ta không có cảnh giới thì nói làm sao được. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Bồ Tát Văn Thiên ở cách đó không xa. Khi nãy Mộ Niệm Niệm nói chuyện không lén lút, vì thế mấy người kia đều nghe thấy rõ ràng. Bồ Tát Văn Thiên nhìn Mộ Niệm Niệm, chắp tay nói. Hôm nay nghe được lời này của cô nương còn hơn cả việc tu luyện trăm năm. Mộ Niệm Niệm cười đáp, xem ra Đại Hòa Thượng ngươi lĩnh ngộ được rồi. Bồ Tát Văn Thiên gật đầu, phải. Lúc này, trong lòng ông ta vô cùng rung động. Người bên ngoài đạo kinh. Cô gái váy trắng là người ở ngoài đạo kinh, vị trước mắt đây cũng thế. Mộ Niệm Niệm chợt bật cười, biết vì sao ta nói cho các ngươi nghe không? Bồ Tát Văn Thiên nhìn Mộ Niệm Niệm, chắp hai tay, các ngươi đi đi. 18 La Hán kia vẫn chưa đi. Bồ Tát Văn Thiên lại nói, đi truyền tin về. Nghe vậy, 18 người kia đã hiểu. Bọn họ đã đánh giá thấp cảnh giới và thực lực của Mộ Niệm Niệm rồi. Người bình thường hoàn toàn không thể đối phó với người phụ nữ này. 18 La Hán xoay người rời đi. Mộ Niệm Niệm cười, bây giờ muốn trốn hình như hơi muộn rồi. Văn Thiên nhìn Mộ Niệm Niệm, ông ta chắp hai tay, đọc thầm kinh văn, sau đó, vô số kinh văn màu vàng bay ra từ trong miệng ông ta, trong nháy mắt, những kinh văn này bao phủ cả đất trời. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, miệng vàng lời ngọc của Phật gia, thú vị đấy. Tiếc là Phật pháp của ngươi vẫn chưa đủ, muốn mượn vùng đất này bao vây ta ư, tự tin quá rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng ta vung nhẹ tay phải, những kinh văn màu vàng trong thiên địa lập tức bay tán loạn, lúc này, một tia kiếm quang phá không di chuyển, cuối nơi chân trời xa xôi có 18 cái đầu rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề. Áp đảo về cảnh giới. Đây mới thật sự là áp đảo về cảnh giới. Ở trước mặt cảnh giới thế này, tất cả pháp thuật thần thông đều vô dụng. Diệp Huyên biết, dù hắn sử dụng võ học đạo kinh với Mộ Niệm Niệm, e rằng cũng sẽ bị áp đảo giống hệt thế này. Mộ Niệm Niệm đã chứng đạo, nói theo một mức độ nào đó thì nàng ta đã không còn trong phạm vi của đạo kinh nữa rồi. Mà nếu mình gặp phải cao thủ thế này, e rằng cũng không có khả năng đánh trả. Cách đó không xa, Bồ Tát Văn Thiên nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, lúc này, ông ta mới cảm nhận được sự đáng sợ của nàng ta. Chứng đạo. Dù chỉ cách một cảnh giới, nhưng nó lại khác nhau một trời một vực. Áp đảo về cảnh giới, tất cả thần thông võ kỹ đều vô dụng. Bồ Tát Văn Thiên chắp hai tay Mộ cô nương thật sự là một người hiếm có. Mộ Niệm Niệm cười nói, đại sư, lên đường bình an. Bồ Tát Văn Thiên cúi người, một khắc sau, đầu ông ta bị chém đứt, máu tươi bắn khắp nơi. Vào khoảnh khắc đầu của Bồ Tát Văn Thiên rơi xuống, một viên kim châu to bằng ngón cái bay ra. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, Niệm tỷ, đây là... Mộ Niệm Niệm cười giải thích, đây là kim đan Phật Pháp của ông ta, người đời gọi là xá lợi, chỉ có cao tăng đắc đạo mới có thứ này. Dứt lời, nàng ta vung tay phải, kim đan kia lập tức bay vào tay nàng ta. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm nói, ta không thể cho ngươi thứ này được. Vùng cực lạc rất để ý nó, nếu nó ở chỗ ngươi, bọn họ có thể dựa vào nó tìm thấy ngươi.
Diệp Huyên gật đầu, Niệm tỷ, bây giờ chúng ta làm gì đây? Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía tấm bia đá ở cách đó không xa, vùng đất khi nãy đã vỡ tan tành, nhưng tấm bia đá vẫn không hề hư hại gì. Mộ Niệm Niệm chắp tay, một tia kiếm quang chém thẳng lên trên bia đá. Vụt! Kiếm quang chém lên bia đá, để lại một vết kiếm mờ. Thấy thế, Diệp Huyên hơi khiếp sợ. Mộ Niệm Niệm mạnh như thế, nhưng một kiếm của nàng ta lại không thể chém vỡ tấm bia đá này. Mộ Niệm Niệm cười nói, bia đá không phải vật bình thường, bên trên nó có ẩn chứa quy luật của đại đạo. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi tới trước bia đá, Diệp Huyên nhìn nó, trên bia đá không có gì cả, chỉ là một tấm bia không có chữ mà thôi. Mộ Niệm Niệm nhìn bia đá một lúc lâu, sau đó chợt cất lời, đi sờ thử đi. Sờ thử. Nét mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, Niệm tỷ có ý gì? Mộ Niệm Niệm cười, ta muốn xem ngươi có duyên với tấm bia đá này không? Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ nhìn ra tấm bia đá này có gì không tầm thường à? Mộ Niệm Niệm gật đầu, sờ thử đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi tới trước tấm bia đá, vừa mới đặt tay phải lên trên. Diệp Huyên lập tức bay xa mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, hắn lập tức ngây người. Cánh tay phải của hắn biến mất rồi. Hơn nữa, cả người hắn còn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cái này suýt chút hủy diệt thân thể của hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá, nét mặt ngơ ngác, đây là thứ gì vậy? Bây giờ thân thể của hắn mạnh đến mức nào? Ngoài cao thủ độn nhất cảnh chân chính, người bình thường hoàn toàn không thể làm ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Nhưng lực lượng khi nãy đã suýt phá hủy thân thể của hắn trong nháy mắt. Không đúng, là Mộ Niệm Niệm ra tay. Diệp Huyên phát hiện Mộ Niệm Niệm đã lùi lại một bước, khi nãy chắc chắn nàng ta có ra tay chặn lại một phần sức mạnh giúp hắn, nếu không hắn không phải chỉ gãy tay, mà đã nổ tung ngay tại chỗ rồi. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Mộ Niệm Niệm, cười khổ, Niệm tỷ, tỷ thấy ta thê thảm không? Mộ Niệm Niệm liếc Diệp Huyên, ai bảo ngươi sờ bậy? Diệp Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải cô bảo ta sờ à? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ta có nói ư? Diệp Huyên suýt chút sụp đổ, chẳng lẽ không đúng à? Mộ Niệm Niệm cười ngượng ngùng, khi nãy ta nói sai rồi. Ý ta là ngươi phải tiếp xúc với nó bằng kiếm, dùng kiếm của người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói một lời. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, đừng nói là ngươi muốn đánh ta nhé. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, cố gượng cười, không, ta không có suy nghĩ này. Mộ Niệm Niệm nhìn chằm chằm, ta cảm thấy là có đấy. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không, là ta sai, do ta không nghe kỹ lời của Niệm tỷ, là lỗi của ta. Mộ Niệm Niệm gật đầu, có lỗi biết nhận là tốt. Nào, sờ tiếp đi. Diệp Huyên thầm thấy khổ sở. Hắn đi tới trước tấm bia đá, không sử dụng tay nữa mà lấy kiếm linh ra. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, sẽ không nguy hiểm đúng không? Mộ Niệm Niệm nhún vai, phải xem chủ nhân của thanh kiếm có được nề mặt không? Diệp Huyên hơi do dự, Niệm tỷ, sao tỷ không xử thử? Chẳng lẽ thể diện của cô? Nói đến đây, hắn như nhớ tới điều gì, vội vàng im lặng. Mộ Niệm Niệm cười như không cười, người muốn nói gì? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, ta không muốn nói gì cả. Dứt lời, hắn xoay người, sau đó chĩa kiếm linh về phía tấm bia đá kia. Nhưng hắn nhanh chóng dừng lại, lúc này, Mộ Niệm Niệm cất lời, yên tâm, không làm ảnh hưởng đến thanh kiếm này đâu. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Niệm tỷ, cơ thể của ta còn không chịu được, thanh kiếm này. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, đại ca à, ngươi tỉnh lại đi, thanh kiếm này mạnh hơn ngươi. Diệp Huyên, kiếm này mạnh hơn mình. Nét mặt của Diệp Huyên trở nên hơi kỳ lạ. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ngươi không tin à? Diệp Huyên cười hì hì, không nói lời nào. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, sức mạnh của thanh kiếm này không chỉ nằm ở sự sắc bén, mà còn ở cảnh giới nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, phàm cảnh. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không phải phàm cảnh bình thường,
mà là phàm cảnh sau khi đạt đến đỉnh cao. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Mộ Niệm Niệm cười, chỉ khi vượt qua đỉnh cao mới có thể gọi là bình phàm. Bình phàm là gì? Là sau khi vượt qua đỉnh cao, cảm thấy đỉnh cao không có gì thú vị, cho nên mới chọn bình phàm. Có điều rất nhiều người đều hiểu sai hai từ này, vì bình phàm của bọn họ không phải là muốn bình thường, yên bình, mà là không thể không bình thường. Bọn họ không thể đạt đến đỉnh cao, nên bọn họ chỉ có thể bình thường, chứ không phải bọn họ muốn thế. Nói một cách đơn giản là chỉ có người từng đạt đến đỉnh cao mới có tư cách nói bình phàm. Diệp Huyên im lặng. Hắn không ngờ phàm cảnh còn có thể giải thích như thế. Mộ Niệm Niệm lại nói, trong thế tục có một cách giải thích, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi, cái này là chỉ một cảnh giới của đời người, cảnh giới không giống nhau, cách nhìn sự vật cũng không giống nhau. Nói xong, nàng ta chỉ vào tấm bia đá phía xa, có lẽ nó không để ý đến ngươi, nhưng chắc chắn nó sẽ để ý đến thanh kiếm này. Diệp Huyên hơi tò mò, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười khẽ, vì tấm bia đá này cũng không tầm thường. Diệp Huyên gật đầu, hắn không hỏi tiếp mà xoay người chỉ kiếm lên trên tấm bia đá. Bia đá chợt chấn động kịch liệt, nhưng lần này nó không phản kích nữa, khiến Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn trải nghiệm lại cảm giác khi nãy một lần nữa. Lúc này, trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm cười nói, xem ra chủ nhân của thanh kiếm này vẫn được nể mặt lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ, tấm bia đá này hiện lên gì vậy? Mộ Niệm Niệm cười, đạo thạch. Diệp Huyên hơi tò mò, đạo thạch là gì? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, ta cũng không biết, đi thôi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo, không, không lấy cái này à? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, người muốn lấy à? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, à ừm, để thứ này dầm mưa dãi nắng ở đây cũng không hay lắm nhỉ? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên không dám cợt nhả nữa, Niệm tỷ, có vấn đề gì sao? Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn đạo thạch kia. Sau đó nói, thứ này mà ngươi cũng có thể gặp được, ngươi đúng là ma quỷ mà. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, đạo thạch, còn có tên khác là đá tam sinh, trên đó có ba lực lượng trong truyền thuyết, lần lượt là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng chính là tam sinh quyết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thứ này, đến từ âm phủ. Âm phủ. Diệp Huyên hơi khiếp sợ. Hắn nhớ Mộ Niệm Niệm từng nói, dù là nàng ta cũng không muốn dính dáng với nơi đó. Mộ Niệm Niệm lại nói, lúc trước khi thiên địa sơ khai, đá này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dần có linh tính, sau đó vì ngộ đạo nên sinh ra hai đoạn thần văn, chia đá thành ba đoạn, như muốn nuốt chửng vạn giới trong vũ trụ. Sau đó một vị thần đã phong bế nó, vị thần kia vì tránh đá này gây họa cho vũ trụ nên đưa nó tới âm phủ. Dùng âm khí trong âm phủ trấn áp ma tính của nó, không ngờ thứ này lại đến đây. Hơn nữa còn bị ngươi gặp được. Diệp Huyên trầm giọng nói, đừng nói là nguyên nhân tai ách nhé. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, thứ này không phải thứ tốt lành gì đâu. Lúc này, đá tam sinh kia đột nhiên rung lên, sau đó, trên đá xuất hiện hai thần văn đỏ như máu, hai thần văn vừa khéo chia đá tam sinh thành ba phần. Ba lực lượng mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ áp đảo về phía Mộ Niệm Niệm. Lúc này, thiên địa thay đổi. Lúc này, thiên địa xung quanh dần biến mất. Thiên địa trực tiếp biến mất, tựa như vũ trụ bị diệt vong vậy, vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Đây là sức mạnh gì thế? Vẻ mặt của Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh Diệp Huyên không chút cảm xúc, nàng ta tiến lên một bước, nhẹ nhàng đè tay về phía trước. Một tấm chắn vô hình chặn lại ba lực lượng kia. Nhưng thế giới xung quanh nàng ta và Diệp Huyên đã hoàn toàn biến mất, khoảng chưa đến một hơi thở, thần chiến trường này đã không còn gì nữa. Mà lúc này, nàng ta và Diệp Huyên đã bị ba lực lượng này bao vây. Nét mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, hắn biết hắn hoàn toàn không thể chống lại ba lực lượng này, dù sử dụng võ học đạo kinh cũng không được,
võ học đạo kinh thuộc phạm vi võ học, mà ba lực lượng này đã vượt khỏi phạm vi võ học rồi. Lúc này, Mộ Niệm Niệm chợt phung tay, đến. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng trên bầu trời, một khắc sau, trong tay Mộ Niệm Niệm có thêm một thanh kiếm. Mộ Niệm Niệm đâm kiếm tới. Trên mũi kiếm lóe lên kiếm quang. Ầm! Một kiếm chém ra, ba lực lượng kia lập tức bị đẩy lui về trước đá tam sinh, mà kiếm trong tay Mộ Niệm Niệm vẫn còn đó, ba lực lượng kia cũng không biến mất, hơn nữa hơi thở của đá tam sinh còn mạnh mẽ hơn trước đó. Có điều nó đã bị kiếm ý của Mộ Niệm Niệm trấn áp. Mộ Niệm Niệm nhìn đá tam sinh, cười nói, đấu với ta ư. Nếu không vì nể tình ngươi cũng khó khăn thì ta đã chém nát ngươi rồi. Cái gì mà kiếp trước kiếm này kiếp sau, ở trước mặt Mộ Niệm Niệm ta đều là một đống cặn bã thôi. Đá tam sinh kia không ra tay nữa, rõ ràng là hơi kiêng dè. Diệp Huyên do dự, đá, nói chuyện chút đi. Đá tam sinh khẽ rung lên, tựa như đang trả lời. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, nó nói gì vậy? Vẻ mặt Mộ Niệm Niệm không chút cảm xúc, nó bảo ngươi cút. Nghe vậy, Diệp Huyên nổi giận, đúng là hiếp người quá đáng, hắn đang định ra tay, nhưng sau đó lại nhanh chóng dừng lại. Hình như mình không thắng được tảng đá kia. Lúc này, hòn đá lại rung lên, như đang nói gì đó. Mộ Niệm Niệm lạnh nhạt giải thích, nó bảo ngươi mau cút đi. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cô bé nhìn đá tam sinh, sau đó nói, ca ca, nó nói nó muốn đi theo huynh. Đi theo mình. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Nàng ta chớp mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyên đen mặt, Niệm tỷ, không phải tỷ bảo nó bảo ta cút à? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, tỏ vẻ nghi ngờ, ta có nói à? Dứt lời, nàng ta hơi cong môi cười xấu xa. Thấy vậy, Diệp Huyên nheo mắt, vội nói, không, tỷ chưa từng nói, là ta nghe nhầm thôi. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, hơi nghi ngờ, ca ca, khi nãy tỷ tỷ có nói là bảo huynh cút. Sao huynh lại nói dối chứ? Có phải huynh sợ bị tỷ tỷ đánh nên mới nói dối không? Diệp Huyên trừng Tiểu Linh Nhi, đi luyện đan đi, nhanh lên. Dứt lời, hắn ném Tiểu Linh Nhi vào trong tháp giới ngục. Tiểu Linh Nhi này nhiều chuyện như vậy từ bao giờ thế? Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, tỷ không muốn để nó đi theo ta đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyên cười, được, vậy ta không cần nữa. Chúng ta đi thôi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, bây giờ không phải vấn đề ngươi có cần hay không nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, chẳng lẽ nó còn cố chấp đi theo ta ư? Đá tam sinh ở phía xa đột nhiên rung lên, cả thần văn bên trên nó cũng thế. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, thấy không, ngươi không cho nó đi theo thì nó sẽ giết chết ngươi. Diệp Huyên, mẹ kiếp. Mộ Niệm Niệm nhìn đá tam sinh, một lúc sau, nàng ta nhẹ giọng nói, cho nó đi theo đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nó có nghe lệnh ta không? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ngươi nằm mơ à? Nó muốn đi theo ngươi cũng không phải vì thích ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi thôi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, lợi dụng ta cái gì? Mộ Niệm Niệm hờ hững nói, trên người ngươi có nguyên nhân tai ách, nhưng cũng có đại khí vận này là do người đứng sau mang tới cho ngươi, nó đi theo ngươi là muốn mượn đại khí vận của ngươi, Diệp Chi Mệnh kia cũng thế. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có nghĩa là nó muốn không làm mà đòi có ăn đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Lúc này, đá tam sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên im lặng nhìn đá tam sinh trước mặt. Thứ này cố chấp muốn đi theo mình. Nhưng cũng không sao, dù tạm thời nó không muốn góp sức, nhưng mình có thể từ từ thuyết phục mà. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thoải mái hơn, cứ thế, hắn đưa đá tam sinh vào trong tháp giới ngục. Sau khi rời khỏi thần chiến trường, Mộ Niệm Niệm biến mất, còn Diệp Huyên thì đi tới đạo giới. Mộ Niệm Niệm chậm rãi bước đi trong tinh không, trong mắt nàng ta lộ vẻ lo lắng. Lúc này,
giọng nói của Linh Nhi vang lên, sao vậy? Mộ Niệm Niệm nhìn tay mình, không biết trong tay nàng ta đã xuất hiện một sợi dây đỏ mờ mờ từ bao giờ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Mộ Niệm Niệm lắc đầu, cái tên này, đánh một trận cũng có thể dính vào thị phi của âm phủ, đúng là giỏi gây họa. Ai chịu nổi chứ? Nói xong, nàng ta lắc đầu rồi biến mất. Diệp Huyên đi tới đạo giới, tìm đến Khương Vũ và Lý Thanh. Trong điện, Khương Vũ nhìn vai phải mất cảnh tay của Diệp Huyên, Diệp công tử, cậu nói là bọn họ ra tay với cậu rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Lý Thanh cất lời, người thoát khỏi bọn họ bằng cách nào vậy? Diệp Huyên cười khổ, là Mộ Niệm Niệm ra tay, nhưng nàng ta đã bị thương nặng, trong một khoảng thời gian tới sẽ không thể ra tay nữa. Lý Thanh và Khương Vũ nhìn nhau, Khương Vũ trầm giọng hỏi, tiếp theo Diệp công tử có tính toán gì không? Diệp Huyên trầm giọng nói, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu đã thế, vì sao chúng ta không chủ động ra tay? Nghe vậy, Khương Vũ nheo mắt, cậu định tấn công vùng cực lạc ư? Diệp Huyên lắc đầu, chúng ta không thể tấn công vùng cực lạc, nhưng chúng ta cũng có thể mai phục, chỉ cần người của bọn họ đến tìm chúng ta sẽ lập tức giết chết bọn họ. Hai người Khương Vũ im lặng. Diệp Huyên lại nói, sở dĩ bọn họ đến tìm ta là vì bọn họ không thể mở đạo kinh ra, hai vị, nếu ta không ngăn được bọn họ thì ta chỉ có thể thỏa hiệp, mở đạo kinh cho bọn họ thôi, vì nếu là thế, có lẽ ta vẫn còn cơ hội sống. Ý của hắn là nếu các ngươi không giúp ta thì ta sẽ đầu hàng. Đương nhiên Khương Vũ và Lý Thanh cũng hiểu lời của Diệp Huyên, hai người nhìn nhau, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm. Nếu chúng ta đã liên minh thì đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi rồi. Lý Thanh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta vẫn không tin tưởng Diệp Huyên lắm. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy thư phòng kia vẫn còn nằm trong tay Diệp Huyên, đương nhiên là nàng ta không có chứng cứ. Nhưng nàng ta vẫn luôn rất đề phòng Diệp Huyên. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi thiên các. Lúc rời đi, trên mặt hắn mang theo nụ cười thỏa mãn. Tu Di Thần Quốc. Trong một ngôi điện ở Hoàng Cung, thần chủ của Tu Di Thần Quốc đang ngồi yên lặng không nói một lời. Ông ta vừa nhận được tin Liễu Quân Bạch đã chết. Kiếm tiên siêu cấp của kiếm tông kia đã chết rồi. Hơn nữa ông ta còn nhận được tin bên phía vùng cực lạc là mấy người Bồ Tát Văn Thiên cũng đều đã chết. Sắc mặt của thần chủ Tu Di vô cùng nặng nề. Một lúc lâu sau đó, trong mắt ông ta lóe lên vẻ phức tạp. Hay cho một thiên đạo ngũ duy. Ta đúng là đánh giá thấp ngươi rồi. Rốt cuộc Mộ Niệm Niệm mạnh đến mức nào? Lúc này, trong lòng thần chủ Tu Di cũng không dám chắc. Lúc này, một tăng nhân mặc áo vải đột nhiên xuất hiện trong điện, tăng nhân mặc áo cà sa, tay cầm một ngọn đèn dầu. Thần chủ Tu Di nhìn về phía tăng nhân, lúc nhìn thấy người đến, ông ta hơi ngây người, sau đó đứng dậy hành lễ, Phật tổ nhiên tâm. Phật tổ. Ở vùng cực lạc, trên Bồ Tát chính là Phật tổ. Phật tổ nhiên tâm chắp hai tay, nhẹ giọng nói, có lẽ vị cô nương kia đã đạt tới chứng đạo trong truyền thuyết. Chứng đạo. Nét mặt thần chủ Tu Di trở nên nặng nề, ông ta nhẹ giọng nói, chứng đạo chân chính sao? Phật tổ nhiên tâm gật đầu, nàng là độn nhất chân chính, cũng là chứng đạo chân chính, sức mạnh 100%. Thần chủ Tu Di im lặng. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phật tổ nhiên tâm nhẹ giọng nói, không ngờ một thiên đạo lại có thể chứng đạo. Nói xong, trong mắt lão lóe lên cảm xúc phức tạp. Một thiên đạo, chẳng những là độn nhất chân chính mà còn là chứng đạo cảnh, điều này không khỏi vượt quá dự đoán của Tu Di Thần Quốc và cả vùng cực lạc. Thần chủ Tu Di lắc đầu, ông ta cũng không ngờ một thiên đạo lại tu luyện đáng sợ hơn cả con người. Chứng đạo. Chứng đạo chân chính. Trong lòng thần chủ Tu Di dâng lên cảm giác không biết làm sao. Trong Tu Di Thần Quốc không có cao thủ nào có cấp bậc này cả. Trước mắt cảnh giới cao nhất mà Tu Di Thần Quốc biết chỉ là ngụy chứng đạo, hơn nữa còn không phải ngụy chứng đạo chân chính. Vì trước mắt cả Tu Di Thần Quốc không có một cao thủ độn nhất cảnh chân chính nào cả, chứ đừng nói là chứng đạo cảnh chân chính. Một lát sau,
thần chủ Tu Di nhìn về phía Phật tổ Nhiên Tâm, đại sư, xem ra chúng ta phải từ bỏ thôi. Một cao thủ chứng đạo chân chính đã đủ khiến Tu Di thần quốc phải tuyệt vọng rồi. Dù đạo kinh rất hấp dẫn, nhưng phải xem nó ở trong tay ai nữa, ở trong tay người như Mộ Niệm Niệm, Tu Di thần quốc hoàn toàn không còn suy nghĩ muốn cướp đi nó nữa. Mạng sống vẫn quan trọng hơn. Phật tổ Nhiên Tâm như hiểu được suy nghĩ của thần chủ Tu Di, chợt nói, quốc chủ đừng nản chí, vị cô nương kia dính phải nguyên nhân tai ách, bây giờ bản thân nàng ta cũng khó mà bảo vệ. Thần chủ Tu Di khẽ nhíu mày, nguyên nhân tai ách. Phật tổ Nhiên Tâm gật đầu, theo ta được biết, Diệp công tử kia có nguyên nhân tai ách, đây là nhân quả lớn nhất từ trước đến giờ, người mang theo nguyên nhân tai ách cả đời bị nhân quả quấn thân. Mà những người có liên quan đến hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Mộ cô nương kia chẳng những có liên quan với hắn còn nhúng ta vào chuyện của hắn, thay hắn ngăn cản nguyên nhân tai ách. Bây giờ nàng đã bị nguyên nhân tai ách quấn lấy, hơn nữa có lẽ nàng đã bị thương rồi. Bị thương? Thần chủ Tu Di vội hỏi, sao ông biết được? Phật tổ Nhiên Tâm nhẹ giọng nói, là do người của Phật gia ta tìm hiểu được, theo chúng ta biết. Nàng đã từng ngăn cản không dưới 5 lần ngũ duy kiếp thay vũ trụ ngũ duy kiếp này không chỉ là thiên kiếp, mà còn là nhân tâm kiếp, chắc chắn nàng ta đã bị phản phệ. Thần chủ Tu Di lắc đầu, nàng mạnh như vậy, sao có thể bị phản phệ chứ? Phật tổ Nhiên Tâm im lặng một lúc lâu rồi nói, trước đây có lẽ nàng ta không mạnh như thế. Thần chủ Tu Di im lặng. Phật tổ Nhiên Tâm lại nói, ngũ duy kiếp tiếp theo sắp đến. Nếu nàng vẫn muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, thì khi đó chính là cơ hội tốt của chúng ta. Thần chủ Tu Di im lặng. Tiếp tục nhằm vào Mộ Niệm Niệm là một chuyện rất nguy hiểm. Không một thế lực nào có thể chịu được sự trả thù của cao thủ chứng đạo cảnh cả. Phật tổ Nhiên Tâm nhìn thần chủ Tu Di, thần chủ muốn từ bỏ sao? Thần chủ Tu Di im lặng. Phật tổ Nhiên Tâm chắp hai tay, thần chủ có từng nghĩ đến chuyện nếu Diệp Huyên thật sự mở thư phòng kia ra, khi đó mộ cô nương này sẽ lấy được đạo kinh. Nghe vậy, sắc mặt thần chủ Tu Di thay đổi. Phật tổ Nhiên Tâm nhẹ giọng nói, chúng ta không còn đường lui nữa rồi, cả trước mặt cũng chẳng còn đường đi, không đâm đầu vào thì chỉ có một con đường chết, mà đạo kinh này chính là hy vọng của chúng ta. Thần chủ Tu Di im lặng một lúc rồi nói, Phật tử Nhiên Tâm. Có cách gì khiến ngũ duy kiếp kia đến sớm hơn không? Phật tổ Nhiên Tâm gật đầu, có. Diệp Huyên quay về vũ trụ ngũ duy, An Lan Tú và Liên Vạn Lý vẫn còn đang bế quan, hai người đều thừa kế truyền thừa võ đạo của ông lão áo trắng, hắn tin đợi sau khi hai cô gái này ra ngoài, thực lực của bọn họ sẽ có thay đổi lớn. Còn A Tử, Tư Đồ và A La thì cũng đang bế quan, thật ra trước đó ba người cũng đã đạt đến độn nhất, nhưng cũng không phải là độn nhất chân chính. Nhưng bây giờ, có sự hướng dẫn của Diệp Chi Mệnh, ba người bắt đầu bế quan để đột phá độn nhất chân chính. Một khi năm người họ đạt đến độn nhất chân chính, khi đó thực lực tổng thể của vũ trụ ngũ duy sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Trong một trạch viện, Diệp Chi Mệnh nhìn đạo thạch Diệp Huyên lấy ra, im lặng không nói một lời. Diệp Huyên nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, thứ này thật sự đến từ âm phủ sao? Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ thở dài, người đúng là quỷ xui xẻo đệ nhất. Diệp Huyên. Diệp Chi Mệnh nhìn đạo thạch, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, thứ này là bảo vật của âm phủ, tam sinh quyết ẩn chứa bên trong là tâm pháp đứng thứ hai từ trước đến nay. Diệp Huyên ngắt lời nàng ta, thế tâm pháp đứng đầu là gì? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, tâm pháp đạo kinh, quyển 9 của đạo kinh chính là thứ quan trọng nhất của đạo kinh. Cũng chính là tâm pháp. Tâm pháp đạo kinh. Diệp Huyên cười hì hì, tam sinh quyết này đáng sợ lắm sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, có phải đầu óc của ngươi có vấn đề không? Diệp Huyên đen mặt, sao cô lại mắng người khác thế? Diệp Chi Mệnh chỉ đá tam sinh, ngươi biết thứ này sẽ mang đến gì cho mình không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, mang đến phiền phức của âm phủ ư. Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh không chút cảm xúc, địa vị của thứ này ở âm phủ tương đương với địa vị của đạo kinh ở dương gian chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy ta trả lại cho bọn họ được không?
Diệp Chi Mệnh cười nhạt, e rằng không đơn giản thế. Lúc này, đá tam sinh đột nhiên khẽ rung, hai đường thần văn lại xuất hiện trên đó. Thấy thế, Diệp Huyên nheo mắt, vội nói, không trả. Không trả. Nghe vậy, thần văn bên trên đá tam sinh dần biến mất. Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, sao thứ này lại không muốn trở về âm phủ thế? Vậy phải làm sao đây? Để tảng đá này trở về thì nó muốn xử mình, còn nếu không để nó về, có lẽ người của âm phủ sẽ đến xử mình. Mà mình còn chẳng thể làm gì được tảng đá này. Lúc đầu mình không nên trêu vào nó. Lúc này, Diệp Chi Mệnh cất lời, lúc trước là tảng đá này trốn ra từ dưới âm phủ. Không thể không nói là nó rất lợi hại, có thể chạy trốn từ âm phủ đến dương gian, hơn nữa còn trốn được nhiều năm như thế. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thứ này đối lập với âm phủ, người có nó, có nghĩa là người cũng đối đầu với bọn họ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không muốn gây chuyện với âm phủ. Diệp Chi Mệnh hơi khó hiểu, vậy ngươi mang nó về làm gì? Diệp Huyên cười khổ, Diệp cô nương, là nó muốn đi theo ta. Diệp Chi Mệnh im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, ta biết. Nó muốn lợi dụng ngươi chống lại âm phủ. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, ta không đồng ý. Có tác dụng sao? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, nó cứ bám theo ngươi như thế, ngươi có thể làm gì? Diệp Huyên im lặng. Hắn thật sự không thể làm gì cả. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, ngươi không thể đắc tội với âm phủ, nhưng ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi cũng không thể đắc tội nó được đâu. Trừ mộ cô nương kia, ở vũ trụ này không ai có thể trấn áp được nó cả. Mà nếu nó liều mạng, cả mộ cô nương cũng chưa chắc có thể làm gì nó. Dứt lời, nàng ta quan sát Diệp Huyên, ngươi không có bản lĩnh cho lắm, nhưng lại rất giỏi gây họa. Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn cũng rất oan ức, hắn thật sự không muốn đụng vào thứ này, là thứ này cứ muốn đi theo hắn mà. Chỉ có thể nói là, họa từ trên trời rơi xuống. Diệp Chi Mệnh đột nhiên hỏi, ngươi có biết đến âm phủ không? Diệp Huyên lắc đầu, từng nghe nói tới, nhưng không rõ cụ thể. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, ta có thể cho ngươi biết, ngươi không thể gây chuyện với nơi đó được đâu. Vì ở chỗ bọn họ, cao thủ độn nhất cảnh chân chính và chứng đạo chân chính vẫn không phải là đáng sợ nhất là bọn họ còn có cao thủ trên chứng đạo. Trên chứng đạo. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ kiếp, đây là muốn giết chết mình sao? Có cần đưa thứ này cho vùng cực lạc và tu di thần quốc không nhỉ? Diệp Huyên cảm thấy suy nghĩ này rất hay. Diệp Chi Mệnh định nói tiếp thì có một giọng nói vang lên trong viện, hừ. Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn về phía đá tam sinh, lúc này, một cô bé khoảng 15-16 tuổi đột nhiên đi ra từ bên trong, cô bé mặc váy đen, tóc buộc đuôi ngựa, mái tóc dài đến tận mông. Cô bé có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc bén, đang lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Sau khi cô bé này xuất hiện, đá tam sinh đột nhiên biến mất. Thấy cô bé, Diệp Huyên nheo mắt, chắc chắn đây là khí linh của đá tam sinh rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn cô bé, không nói gì. Nàng ta không sợ cô bé này, nhưng nàng ta sợ cô bé làm loạn, đặc biệt là sợ cô bé mở âm phủ ra. Cô bé chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên và Diệp Chi Mệnh, cô bé quan sát Diệp Chi Mệnh một lúc, sau đó cười nhạt, âm phủ ghê gớm lắm à. Nói xong, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, đừng sợ âm phủ cũng chỉ có thể mà thôi, nếu bọn họ dám đến tìm ta, nếu bọn họ dám đến tìm ta thì chúng ta cứ đánh chết bọn họ. Diệp Huyên nhìn cô bé, sau đó nói, à này, người có thể không đi theo ta không? Cô bé lập tức trừng Diệp Huyên, siết chặt hai tay, người muốn đuổi ta đi đúng không? Cô bé vừa dứt lời, ba lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, khi nó xuất hiện, thiên địa lập tức trở nên hư ảo. Lực lượng này đã đủ để tiêu diệt cả thiên địa rồi. Diệp Huyên vội nói, không, ta không có ý đuổi ngươi đi. Không có, thật đấy. Diệp Chi Mệnh liếc Diệp Huyên, đúng là nhát gan. Diệp Huyên trừng Diệp Chi Mệnh, mẹ kiếp, cô đứng ngoài cuộc cô nói gì chẳng được. Lúc này, cô bé thu hồi lực lượng của mình,
hít sâu một hơi, sau đó nhìn Diệp Huyên, cố nở một nụ cười dịu dàng, âm phủ thật sự không đáng sợ đâu. Thật đấy. Diệp Huyên nhìn cô bé, không nói lời nào. Cô bé nghiêm túc nói, ngươi đừng sợ âm phủ, ngươi ở đó yếu như gà vậy, nếu ngươi qua đó, chắc chắn ngươi sẽ giết sạch bọn họ. Diệp Huyên vẫn không nói gì, lừa đi, ngươi lừa ta tiếp đi. Cô bé chớp mắt, nói tiếp, nếu ngươi không tin thì ta có thể đưa ngươi đến âm phủ, chúng ta đi giết chết kẻ đứng đầu âm phủ, sau đó ngươi sẽ là chúa tể của âm phủ. Diệp Huyên nheo mắt, mẹ kiếp, cô bé này muốn lừa mình đi tấn công âm phủ. Cô bé nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, ngươi có muốn trở thành chúa tể của âm phủ không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu. Cô bé chợt nổi giận, sao ngươi lại nhát gan thế? Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Cô bé tức giận nhìn Diệp Huyên, làm người nếu không có khát vọng thì khác gì con cá khô chứ? Diệp Huyên. Cô bé tỏ vẻ rất tức giận, nàng đi tới đi lui mấy lần, sau đó chừng Diệp Huyên, âm phủ thật sự rất yếu, thật đấy. Ngươi đi gọi người phụ nữ lúc trước tới đây, chúng ta đi tấn công âm phủ. Người phụ nữ kia đương nhiên là Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên hơi do dự, nếu âm phủ yếu như thế thì ngươi đi một mình là được mà. Cô bé chớp mắt, sau đó đáp, ta không đi. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Cô bé trả lời, đây là bí mật, ngươi không nên hỏi. Diệp Huyên, con mẹ nó. Lúc này, cô bé lấy ra một tấm bản đồ sau đó nói, ngươi xem đi, đây là bản đồ của âm phủ. Ta đã lên kế hoạch cả rồi. Chúng ta đi vào từ quỷ môn quan này, sau đó tấn công thẳng tới Phong Đô Thành. Tiếp theo, ngươi dùng một kiếm đâm chết người đứng đầu âm phủ, sau đó mọi chuyện sẽ hoàn thành. Như thế ngươi sẽ trở thành người đứng đầu của âm phủ, toàn bộ âm phủ đều là của ngươi, quá đơn giản. Diệp Huyên im lặng, mẹ kiếp, có phải cô bé này cảm thấy hắn rất ngu không? Diệp Chi Mệnh nhìn bản đồ kia. Sau đó cất lời, đúng là bản đồ của âm phủ. Dứt lời, nàng ta nhìn cô bé, người muốn tấn công âm phủ à? Cô bé gật đầu, nói với giọng điệu dụ dỗ, người có muốn đi cùng không? Diệp Chi Mệnh nhìn cô bé, có phải chúng ta hơi ít người không? Cô bé ngẫm nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, vậy ngươi gọi thêm vài người đi. Diệp Huyên đen mặt, cô gái này có vấn đề à? Diệp Chi Mệnh chợt hỏi, ngươi cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Cô bé nhìn Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, không ổn. Diệp Chi Mệnh nói, hắn đánh thắng được người đứng đầu âm phủ à? Cô bé lắc đầu, không đánh lại được, nhưng mà... Nói đến đây, cô bé nhìn Diệp Huyên, ngươi lấy thanh kiếm kia ra đây. Diệp Huyên biết cô bé đang nói tới thanh kiếm nào, bèn lấy kiếm của người đàn ông áo xanh ra. Cô bé chỉ thanh kiếm kia, chủ nhân của thanh kiếm này có thể đánh thắng. Chúng ta gọi cả hắn luôn. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, mẹ nó, thì ra cô gái này chú ý tới Mộ Niệm Niệm và người đàn ông áo xanh. Diệp Chi Mệnh nhìn kiếm của người đàn ông áo xanh, sau đó nói, chủ của thanh kiếm này không ở đây. Cô bé nhíu mày, vậy hắn ở đâu? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên trầm giọng đáp, ở một nơi rất xa. Cô bé hỏi, xa đến mức nào? Diệp Huyên nói, là cực kỳ xa. Cô bé lại hỏi, cực kỳ xa là bao nhiêu? Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Người này còn hỏi nhiều hơn cả mình nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, ta cảm thấy muốn tấn công âm phủ cũng được, nhưng chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, sắp xếp lại kế hoạch một cách hoàn mỹ, ngươi thấy sao? Cô bé chớp mắt. Hưng phấn nói, ngươi cũng muốn tấn công âm phủ ư. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, hắn bật cười, sau đó nói, vị trí đứng đầu âm phủ thật sự rất hấp dẫn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.